Theo tôi thì sự việc này cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không nên làm căng thẳng quá. Với lại làm như vậy sẽ mất hòa khí của tụi nhỏ. Tôi nghĩ như vậy không hay đâu. Dạ. Xin chào phu nhân. Dạ. Mời. Bà Tô. Dạ bà Tô. Dạ bà cho tôi nói chuyện. Bà là... Tôi biết bà là người nhân hậu hiền lương, nên tôi lén chị hai tôi đến gặp bà. Đành rằng cháu tôi sai vì đã đánh Tô Châu công tử, nhưng thiệt tình nó không có cố ý. Bà tin tôi đi. Nó nào giờ hiền lành, không có dám gây gổ với ai hết á. Bà là người trên, đừng chấp kẻ thấp. Mở lòng nhân từ, tha cho cháu tôi lần này. Tôi nguyện sẽ đội ơn bà suốt đời. Tôi sẽ dẫn nó đi khỏi nơi đây và không làm phiền đến Tô công tử nữa. Cô Út à. Dạ. 18 năm không gặp, ai dè lại gặp nhau ở công đường như vậy. Tôi thấy thiệt là áy náy. Nhưng gia đình của cô đi đâu sau chuyện đó vậy? Tôi nghe nói là gia đình cô bỏ đi biệt xứ. Bộ có uẩn khúc gì sao cô Út? Nếu không á thì cớ sao bà Lệ lúc nào cũng khăng khăng là chồng của tôi là thủ phạm giết chết chồng của bà ta? Không biết là có hiểu lầm gì không? Cô có thể cho tôi biết sự thật không? Dạ không có gì đâu phu nhân. Bà đừng chấp nhận những gì chị tôi nói. Có lẽ cái chết của anh hai tôi đã làm cho chị đau buồn quá, nên đâm ra nói lăng nhăng vậy thôi. Dạ. Lần mà tôi ghé qua nhà đó, cũng chỉ muốn gặp chị cô để chia sẻ những nỗi đau mất mát. Nhưng bà ấy lại không muốn gặp tôi. Sau đó thì tôi nghe tin cả nhà cô đã dọn đi. Thiệt tình tôi cũng không rõ đầu dây mối nhợ như thế nào. Nhưng lần nào tôi hỏi chồng của tôi thì ông ấy cũng đều khăng khăng là ông không làm điều gì hại đến anh của cô hết. Có lẽ do không thiện cảm với nhà tôi nên bà Lệ có ác cảm, và chắc là khó có thể gỡ được định kiến này chăng? Dạ thôi, chuyện cũng qua lâu quá rồi, bà cũng đừng nhắc lại nữa. Còn chuyện thằng Trọng Nghĩa, bà Tô, bà có thể nói với Quan Nguyện một tiếng bãi nại vụ này được không? Cháu tôi nó còn nhỏ, tiền đồ còn rộng mở. Tôi không muốn vì vụ án này mà mất tương lai của nó. Bà chỉ cần nói một tiếng là được mà. Tôi không dám hứa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Chỉ cần bà lên tiếng bãi nại thì cháu tôi sẽ không sao hết. Tôi cầu xin bà đó. Chỉ cần... Tại sao lại đi gian xin kẻ thù? Bà Lệ à, 18 năm gặp lại mà bà vẫn xem gia đình tôi là kẻ thù, là kẻ đã hại chết chồng bà. Đã là kẻ thù thì suốt đời suốt kiếp vẫn là kẻ thù. Chị hai. Bà Lệ, tôi cũng muốn gặp bà để nói chuyện một lần. Không biết vì nguyên cớ gì mà 5 lần 7 lượt bà cứ khăng khăng chồng tôi đã giết chồng bà. Bà có bằng chứng gì không? Hay là chỉ nghe người khác xúc xỉm rồi đem lòng thù hận? Bà muốn biết, cứ về hỏi chồng bà sẽ rõ. Kẻ thù ác ném đá giấu tay chính là kẻ đầu ấp tay gối với bà. Bà cũng nên cẩn thận, sống chung với lời rắn độc có ngại bị thiệt mạng đó. Nè, bà kia nói bậy bạ cái gì đó. Còn phu nhân, tại sao đi gặp bà có thứ hạ tiện như vậy? Ông à, cô Út đây tìm tôi để xin bãi nại cho đứa cháu của mình, cái đứa mà đã đánh thằng Tô Châu lỗ đầu đó. Ông Tô à, ông là người lớn, đừng chấp nhặt kẻ nhỏ. Ông hãy mở lượng hải hạ, tha cho thằng cháu nhỏ dại của tôi. Tôi Tôi lặp lại một lần nữa là nó không hề cố ý đánh con trai của ông đâu. Các người cho dù có ba quỳ chính lại, đi từ đây tới cuối đường, ta cũng không bao giờ tha cho nó đâu. Cho nó biết thế nào là lễ độ khi dám đụng tới con trai của nhà họ Tô. Cô Út, không cần phải xuống nước với con thú đội lớp người này. Nó chẳng phải muốn diệt cỏ gì tận gốc, truy cùng đuổi tận để giết chết cả nhà mình hay sao? Không đời nào hắn bỏ qua chuyện này đâu. Cô nhớ chưa? Bà cũng lì lợm và cứng đầu lắm. Để xem bà lì được đến bao lâu, đến khi bà chứng kiến con trai của bà bị lãnh án và mất hết tiền đồ. Bà thì luôn miệng nói ta giết chết chồng của bà, vậy thì chứng cứ đâu? Hả? Khi con trai của bà đánh con trai của ta thì có đầy nhân chứng vật chứng. Nay mai khi có kết quả từ thầy Lan, con bà sẽ nhận lãnh hình phạt thích đáng. Có tiền có quyền thì làm gì mà không được. Đội trắng thay đen, gấp lửa bỏ tay người là bản chất của ngươi mà. Ngươi nên nhớ, trên đời này không chỉ có luật hình của triều đình, mà còn có luật nhân quả của trời đất, để mụ già này ráng sống, để xem ngươi và gia đình ngươi bị trời trừng phạt như thế nào. Nhất là đứa con trai của ngươi đó, nó sẽ lãnh những gì mà ngươi đã gây ra. Cứ chờ mà xem. Bà! Thôi mà ông, coi chừng cái miệng lưỡi của bà đó. Chính bà là người đã giết chết con trai của bà chứ không phải là ai khác đâu. Bà nên nhớ điều đó. Gì? Bà Tô! Trời ơi chị hai, tại sao chị cứ chống đối với hắn, trong khi thằng tí em đang nằm trong tay của hắn? Chị có giận em cũng mặc kệ, em năn nỉ họ thì có gì sai chứ. Bây giờ hắn mà con kêu em quỳ xuống đất lại lục gian xin hắn, thì em cũng sẽ làm để đổi lại tính mạng của thằng tí em. Chị chỉ biết phần mình, nói cho đã chị thì thôi, mà chị không hề suy nghĩ gì cho người khác hết. Chị càng chửi hắn cay độc thì hắn càng tức giận, hắn sẽ trút hết lên đầu thằng tí em đó. Người chịu lãnh là thằng tí em chứ không phải là ai hết. Em nhìn chị hết nổi rồi. Đi, mau lên, đi. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Ông vẫn còn bực chuyện ban nãy hay sao? Không có gì. Bà lo liệu việc học của thằng Tô Châu xong chưa? Tôi nghe lời ông, có qua nhà gặp thầy Nhân, xin phép thầy cho con nó nghỉ học rồi. Tôi cũng tiếc lắm, bởi vì thầy Nhân nổi tiếng hay chữ và đức độ. Thằng Tô Châu chưa học được bao lâu đã đứt đoạn rồi. Bây giờ mà bà còn tiếc sao? Nó không đi học ở đây thì đã không gặp ba cái thứ cùng đinh mạc hạng kia rồi. Thôi, tụi nó cũng là đồng môn với nhau, sao ông lại nặng lời như vậy? Tôi nghĩ cậu học trò đó bị giam giữ bữa giờ thì coi như cũng là sự trừng phạt cho hành động nông nổi kia rồi. Với lại con mình nó cũng đâu có sao. Ông à, hay là mình bỏ qua cho nó đi. Mình xin bãi nại vụ này, coi như cho cậu ta một cơ hội làm lại từ đầu. Như vậy có được không ông? Bỏ qua, rồi mai mốt được đằng chân nó lưng lên đằng đầu thì sao? Như mẹ nó đó, bà thấy không? 18 năm rồi, mà rồi cứ theo rủa tôi là giết chồng của bà. Sẵn vụ này, tôi làm cho cả nhà đó phải im miệng luôn. Mai mốt không còn gây phiền phức gì cho nhà mình nữa. Mà tôi cũng thắc mắc, không biết tại sao bà ta lại mang định kiến với mình như vậy. Mà tôi hỏi á thì lại không chịu nói rõ ràng. Nhưng mà thôi, nếu như mình không có làm gì xấu thì đâu có gì đâu phải sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Dù sao mình cũng là người có địa vị hơn họ, ăn thua với họ để làm gì chứ? Tôi không phải là muốn ăn thua với thứ bần cùng đó, chỉ là không muốn họ leo lên đầu lên cổ của mình, rồi tạo tiền lệ xấu cho đám dân đen kia. Nhà của Tô Hoàng đâu phải ai muốn đụng vào là đụng. Nhưng mà tôi thấy dù sao chuyện này cũng chưa đến mức nào. Mình bỏ qua chuyện này đi, biết đâu xóa được mối thâm thù lâu nay thì sao? Ông nghe lời tôi lần này, tha cho cậu Trọng Nghĩa được không? Nhìn cậu ta cũng trạc tuổi con trai mình, tự dưng thấy tôi thấy tội tội. Thôi được rồi, để coi thầy Lan, ổng chẩn bệnh cho thằng Tô Châu sao đã. Đồ mạc hạng khốn kiếp, tao không đập nát đời mày thì tao không phải là Tô Hoàng. Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Không, ta không sao đâu. Mà người đã bỏ ta đi không một lời từ biệt, sao người còn quay lại cứu ta làm gì nữa? Có phải người thật lòng lo cho ta lắm có đúng không? Ta quay lại là vì ta sợ cô bị bắt, sẽ khai lung tung, sẽ làm liên lụy tới ta. Chứ không phải người lo cho ta sao? Người đừng có làm bộ lạnh lùng như vậy nữa có được không? Nếu như không lo cho ta mà ngươi mua đồ cho ta nhiều như vậy để làm gì? Bây giờ ngươi còn bất chấp mạng sống để cứu ta nữa. Dù ngươi không thấy, nhưng mà ta thấy rất là rõ. Cô tưởng tượng cái gì vậy? Ta không tưởng tượng. Ngươi không phải là người vô tâm, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng mà lại là người có tình có nghĩa. Nếu mà ngươi chỉ nghĩ tới bản thân mình thì ngươi đã bỏ mặc ta. Nhân cơ hội lộn xộn, ngươi đã tự cao chạy xa bay thoát khỏi vòng dây rồi. Ta có khai thì bọn chúng cũng không bao giờ bắt được ngươi. Nhưng mà có một điều ngươi không biết đâu. Ta tin rằng ngươi sẽ quay trở lại để cứu ta. Thật đó. Khi mà bị lính bắt, ta sợ lắm. Nhưng mà khi ta nhìn thấy ngươi là ta đã biết trước mình sẽ được thoát nạn. Đánh lính giải dây cho tội nhân triều đình là tội rất nặng. Cô vừa lòng cô chứ? Chứ ngươi không phải là tội nhân sao? Ngươi cũng có tên trên bảng truy nã của triều đình mà. Bây giờ khắp nơi đều có quyền bắt chúng ta rồi. Hay ta đi đâu đều cũng phải cẩn trọng. Cô Như Ý thì lửa tình đã bén. Hả? Còn cậu Nhất Dương á, thương cũng thiệt thương, mà sao cứ phân vân chối từ. Ông thấy hai người này có kỳ lạ không? Sao mà tôi có linh cảm xấu về điều này? Chuyện tình cảm của người trần gian phức tạp lắm bà. Bởi vậy mới nói xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều. Con người đầu môi chót lưỡi, lừa gạt thiên hạ. Có kẻ thương đứt ruột thì lại giả đò ngó lơ. Tôi với bà được Ngọc Hoàng giao cái chuyện xe tơ kết tóc cho thiên hạ, cho nên là càng phải cẩn thận. Lỡ lầm một lần là phải mang tội bà. Hai ta với cô trở thành một đôi từ lúc nào vậy? Bây giờ khôn ngoan nhất là chúng ta phải tách ra để phân tán sự chú ý của quan quân. Chẳng phải bốn mắt sẽ tinh hơn hai mắt sao? Cô nói vậy là ý gì? Từ nay ta và ngươi không thể tách rời, mà phải tựa vô nhau để sống. Mình cùng nhìn thì sẽ rõ hơn. Đi chung tuy chậm nhưng mà sẽ đi được lâu hơn. Ngươi không thấy như vậy sao? Ta không thấy gì hết. Nếu mà ngươi không thấy thì sao ngươi không đi luôn đi? Quay lại cứu ta để làm gì? Ngươi quay lại rõ ràng là ngươi không muốn rời xa ta. Cô nói cái gì? Ta không hiểu gì hết. Ta biết là Huynh hiểu. Huynh đang tự dối lòng của mình thôi. Huynh đừng né tránh nữa. Nhất Huynh, Huynh có nghe ta nói gì không? Nhất Huynh. Ông nhìn họ đẹp đôi quá. Không thành cũng tiếc lắm. Cậu Nhất Dương phải cố gắng hơn mới được. Chừng này mà thử thách với đời người đâu đã là nhiều. Nè, ăn cơm đi. Cảm ơn. Anh ơi, khoan đã. Sao cơm cá không gì nè? Có ăn là mai rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả? Bộ tưởng mình cao sang lắm hay sao mà đòi sơn hào hải vị? Nhưng mà mấy người bỏ cá vô đây, vậy làm sao tôi ăn được? Làm ơn cho tôi gặp quan trên. Mày tưởng mày là ai? Muốn gặp là gặp. Cái thứ học trò, học không lo học, tối ngày lo gây chuyện. Ăn đi, chưa chắc mày muốn có cái bỏ vô miệng đâu. Đừng có đòi hỏi nữa. Tôi không có làm gì sai hết á. Tại sao mấy người đối xử với tôi như vậy? Tôi biết rồi. Chắc chắn là mấy người nhận tiền của tên họ Tô nên mới làm như vậy đúng không? Tôi sẽ thưa lên quan trên cho mấy người biết. Tôi muốn gặp quan trên. Tôi muốn gặp quan trên. Mày muốn gặp quan trên sao? Phải. Được, tao sẽ cho mày gặp. Muốn gặp hả? Gặp hả mày? Lôi nó lên cho tao uống tiếp. Như vậy mày hả? 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 Đây chỉ là phần mở đầu của con à. Chờ mà xem châu chấu đá xe là như thế nào. Mày ly hả mày? Đi đâu mà giỏi mà vàng vậy có nước xinh đẹp. Gái làng này ta rành hết trơn à. Ủa mà sao nhìn cô nương lạ quá. Nhưng mà không sao, từ từ lạ cũng thành quen. Nè, về với ta đi, ta cho làm bà. Nhà của ta nè, ruộng cò bay thẳng cánh, lúa áp lẫm, tiền muôn bạc trưởng. Nè, cưng tha hồ mà ăn sung mặc sướng. Làm ơn tránh ra cho tôi đi. Nè, sao người đẹp khó quá vậy? Lại đây với ta, ta sẽ đưa về nhà. Một bước sẽ làm bà. Chiều ta một chút thôi, ngoan, ta thương. Nè, 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 buông ra đi, nè, buông ra, buông ta ra. Nè, nè, nghe lời ta, ta thương. Cô thầy ơi, cô thầy ơi. Đau, đau, buông ta ra. Quân khốn nạn như ngươi mà cũng biết đau sao? Chính những kẻ như ngươi đã làm bỉ mặt nam nhi đại trượng phu. Ngươi phải thề với ta, từ đây về sau không được chọc ghẹo đàn bà con gái nữa. Ta sẽ tha cho ngươi. Mày là thằng nào? Mày dám dở giọng với tao hả? Trời, 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 buông ra. Tao biết rồi. Có hứa là bỏ thói hiếp đáp người khác hay không? Hứa. Từ nay ta không dám dòm ngó con gái nào nữa đâu. Nếu ta thấy ngươi bắt nạt người khác một lần nữa, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi đó. Nhớ chưa? Dạ, nhớ, nhớ. Cút. Dạ. Cô có sao không? Dạ, đa tạ huynh đã cứu mạng. Không cái gì đâu. Mà nhà cô ở đâu? Tại sao lại để lọt vô tay tên háo sắc như vậy? Dạ, tôi là dân làng Chiếu. Bọn nó cũng là dân làng này. Tụi nó ỷ giàu có nên thấy ai cũng chọc ghẹo, xàm xỡ hết. Tôi sợ nên lánh xa. Lâu lâu tôi mới dám về làng để mua mắm muối. Còn hai vị chắc là từ xa tới hả? Chẳng hay tìm ai ở làng này? Tụi tôi chỉ là khách bộ hành đi ngang qua đây thôi. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Nếu hai vị không chê thì ghé qua nhà tôi tá túc đêm nay nha. Như vậy thì phiền cô lắm. Chúng tôi sẽ tìm nhà trọ cho tiện. Ơn huynh cứu mạng tôi cảm ơn còn không hết. Sao lại phiền chứ? Với lại ở nhà tôi sẽ tránh được bọn chúng tìm để trả đũa. Vậy cũng được. Vậy hai người theo tôi. Xin mời. Tới nhà tôi rồi nè. Cô sống một mình trong rừng như vậy không sợ hay sao? Cha mẹ tôi mất hết rồi. Tôi sống ở đây cũng lâu. Ở đây tuy hơi hoang dã, nhưng xét ra nó an toàn hơn ở với lại đám người ô trọc kia. Ở đây thức ăn không có thiếu. Thỉnh thoảng cũng săn bắt được vài con thú nhỏ để cải thiện được bữa ăn. Nhưng mà thú thiệt, ở đây tôi cũng khá buồn. Mà bây giờ có hai vị tới thăm, tôi thấy vui lắm. Mong là hai vị đừng có chê cười. Nhà cô tuy nhỏ nhưng mà nhìn gọn gàng lắm. Quỳnh nói thiệt hả? Ừ. Vậy sau này nếu có dịp đi ngang đây, Quỳnh nhớ ghé thăm tôi nha. Đa tạ cô. Ta là thân giang hồ rày đây mây đó, chắc là không có dịp nào khác đâu. Cũng vừa đúng lúc tới bữa. Quỳnh chờ tôi một chút nha. Tôi ra sau bếp nấu cơm. Tôi làm nhanh lắm. Chắc là Quỳnh cũng đói bụng lắm rồi. Tôi làm lẹ lắm. Quỳnh ráng chờ tôi nha. Kiếm cớ đi thôi. Ở đây không có tiện đâu. Ta thấy nhà này nằm sâu trong rừng, ít có người lai vãng tới đây. Quân lính chắc chắn sẽ khó tìm tới chỗ này. Ở đây là hợp lý nhất rồi. Với lại trời cũng sắp tối rồi, cứ ta túc ở đây một đêm, ngày mai tính tiếp. Quỳnh không muốn đi là vì không nỡ xa cô ta chứ gì. Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, ngó thiệt là tâm đầu ý hợp. Ý cô là sao? Có ngon không Quỳnh? Ngon lắm. Vậy Quỳnh ăn thêm nha. À. Quỳnh ăn nhiều một chút nha. Đa tạ. Tôi nói nhiều lắm. Ta no rồi, tao ra ngoài một chút. Cô đi đâu vậy? Cô chừng bị lạc đó. Quỳnh không cần phải lo cho ta. Hai người cứ ăn tự nhiên đi. Ta ra ngoài hóng gió cho đỡ ngột ngạt á mà. Tao không có đi xa đâu, đừng có lo. Tôi cũng chưa biết Quỳnh tên là gì. Hay gọi ta là Nhất Dương. À, Nhất Quỳnh. Còn muội tên là Mơ. Quỳnh ăn đi, muội gấp cho Quỳnh nè. Để muội bới cơm cho Quỳnh nha. Đa tạ. Quỳnh ăn cơm thêm đi nè. Quỳnh ăn no nha. Ở đó chỉ thêm chướng mắt. Đúng là cái đồ háo sắc. Ỷ là có chút võ nghệ, rồi múa múa để lấy lòng con gái. Thân thiết gì mà nói tên nói họ chứ. Cái người gì đâu mà gặp ai cũng kể tên kể tuổi. Đồ cái người dễ dãi, đáng ghét. Rồi, hình như ta đã đi quá xa thì phải. Không được rồi, ta phải quay về thôi. Thôi chết rồi. Bây giờ đi đường nào đây? Không lẽ ta đi lạc rồi sao? Tại sao ta lại về chỗ cũ vậy nè? Mà sao không có cách gì nhìn ra đường về vậy? Sao lại quay lại chỗ này? Hả? Hồi nãy mình đi hướng này hay hướng này hay là... Ủa rồi còn... Cô bạn của huynh vẫn chưa về sao? Không biết cô đi đâu nữa. Ở đây lạ nước lạ cái, tại sao lại đi lung tung như vậy chứ? Có khi nào cô đi lạc không? Không quen sống ở trong rừng, dễ bị lạc lắm. Mình đi coi sao nha. À, cô có thể giúp ta hun khói để cô biết lối về hay không? Ừ. Tiêu rồi, chết rồi, ta lạc thiệt rồi sao? Tại sao ta cứ quanh quẩn chỗ này mà không ra được vậy? Không được rồi. Cái cô gái khờ này có khi là chẳng biết chình khói để tìm đường về đâu. Ta phải đi tìm cổ mới được. Khoan, để mùi dẫn huynh đi. Ừ, cũng được. Tôi ăn ở hiền lành, không có hại ai bao giờ hết. Làm ơn cho tôi về nhà đi mà. Có ai không? Có ai không? Có ai ở đó không? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Như Ý! Như Ý! Như Ý ơi! Như Ý à! Như Ý! Như Ý ơi! Nhất Quỳnh ơi! Cứu ta với! Nhất Quỳnh ơi! Quỳnh đang ở đâu vậy Quỳnh? Quỳnh tới cứu ta với! Nhất Quỳnh! Nhất Quỳnh ơi! Như Ý! Như Ý! Như Ý ơi! Cô đang ở đâu vậy? Như Ý! Như Ý ơi! Như Ý à! Như Ý! Cô đang ở đâu vậy? Như Ý! Như Ý à! Mình đi tìm đường này đi Quỳnh. À. Như Ý! Như Ý! Nhất Quỳnh ơi! Nhất Quỳnh ơi, Quỳnh đang ở đâu? Sao Quỳnh không tới cứu ta? Nhất Quỳnh ơi! Nhất Quỳnh! Nhất Quỳnh! Quỳnh đang ở đâu vậy? Trọng Nghĩa, dậy đi. Dậy Trọng Nghĩa. Có chuyện gì mà nửa đêm mà anh còn vô đây kêu tôi vậy? Có gì đâu, hồi nãy tao đem cơm cho mày ăn mà quên đem nước cho mày uống. Bây giờ tao đem nước cho mày uống nè. Mày làm cái gì vậy? Mày hành đúng là khốn nạn mà. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Có người hại tôi nè! Có ai không? Có ai không? Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mày la cho đã đi. Ở đây không có ai cứu mày đâu. Tao làm phước đem nước cho mày uống, mà mày bày đặt làm tàn. Ủa, nửa đêm rồi đốt chi cho tốn dầu tốn củi vậy? Tắt đi. Hùa nhau hù chết ta sao? Biết ta một côi một cút nên hùa nhau bắt nạt ta đúng không? Phải rồi, ta không còn ai thân thích, ai cũng bỏ ta hết. Mẹ bỏ ta khi còn nhỏ, cha của ta cũng bỏ ta đi. Cha của ta chết oan chết ức. Còn bà mẹ ghẻ thì coi ta như kẻ thù. Gia nhân thì bình thường nhận bao lợi lộc, bây giờ cũng ngó lơ khi mà ta gặp hoạn nạn. Chẳng lẽ đời ta đến đây là hết rồi sao? Cha mẹ ơi! Nhất Dương ơi, Quỳnh đang ở đâu vậy? Có biết là ta đang sợ lắm không? Quỳnh thấy ta không về nhà mà sao Quỳnh không chịu đi tìm ta chứ? Nhất Dương, người gì đâu mà vô tâm quá vậy? Ta như Quỳnh mấy ngày quen biết, không lẽ không bằng cái cô gái mới quen hay sao? Quỳnh đúng là đồ bội bạc, có trăng quên đèn mà. Ủa, chị hai, sao chị về nhanh vậy? Rồi thằng tí em của em, nó làm sao rồi chị? Có được gặp nó đâu mà biết. Ủa, bữa trước thầy Nhân sinh được vào thăm nuôi nó rồi mà, sao bây giờ lại kỳ cục như vậy? Chắc là tên họ Tô chó chết đó đã nhúng tay vào việc này, gây áp lực với Quan Nguyện không cho người nhà vào thăm nó. Trời ơi, vậy không biết hắn có còn dở thủ đoạn gì với thằng tí em không nữa. Em lo quá chị hai. Bây giờ có lo cũng vô ích em à. Quan Nguyện còn sợ quai hắn thì cái gì mà hắn không dám làm chứ. Với cái tên cáo già như hắn, mình phải tìm cách nắm thóp May ra mới có thể đấu lại hắn. Đấu với hắn chẳng khác nào trứng chọi với đá hả chị hai? Em với chị là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao mà làm gì được hắn chứ. Cô lúc nào cũng nghĩ mình yếu đuối, là coi như tự đầu hàng trước khi ra trận rồi. Thôi được rồi, để tôi nghĩ cách. Dạ, chị suy nghĩ lẹ lẹ đi để cứu tí em nghe chị. Tội nghiệp thằng nhỏ, không biết nó có bị tra khảo gì hay không nữa, rồi không biết nó có được ăn uống đàng hoàng không nữa. Trời, sao em cứ linh tính toàn chuyện xấu không mà chị hai? Thôi được rồi, cô đừng có rối nữa. Cô vô trong ngủ trước đi, có chuyện gì tôi báo sao cho. Vô đi. Dạ. Ông ơi là ông, ông sống khôn thác thiên. Xin ông hãy phù hộ cho thằng tí em qua khỏi cái quả này. Ông yên tâm đi, tôi quyết tôi không để cho thằng tí em nó bị ức hiếp. Tôi sẽ nghĩ cách cứu con. Tôi buộc thằng súc sinh Tô Hoàng kia thân bại danh liệt thì tôi mới hả lòng hả dạ. Ông hãy phù hộ cho tôi và con nghe ông. Như Ý nè, cho tôi hỏi cái này. Nếu như mà cô thấy tôi tọc mạch quá thì bỏ qua cho tôi nha. Cô có thấy là tình cảm của Nhất Dương dành cho cô có đặc biệt không? Tôi có thấy gì đâu. Thôi cô đừng có hiểu lầm. Tụi tôi á chỉ là người dân tình cờ gặp nhau ở trên đường thôi. Quỳnh ấy có việc của Quỳnh ấy, tôi á có việc của tôi. Đến một ngã rẽ thì đường ai nấy đi thôi. Cô không thấy thiệt sao? Nhưng mà tôi thì thấy đó. Cô thấy cái gì? Tôi thấy Quỳnh ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô hết á. Thì hôm qua lúc cô bị thất lạc đó, Quỳnh ấy giống như là phát điên lên vậy đó, chạy lùng sục khắp nơi, giống như là muốn xới tung cả khu rừng này vậy. Mà cách cô nhìn Quỳnh ấy cũng đâu có giống như người dân đâu. Quỳnh ấy làm gì cũng hơi lố á. Chứ con người của Quỳnh ấy á, vừa vô tâm vừa lạnh lùng, không có quan tâm gì tới ai đâu. Không đâu, Nhưng mà cô cũng vậy đó. Ánh mắt của cô nhìn huynh ấy rất là chứa chan tình cảm. Tôi không hề à. Tôi thấy Nhất huynh vừa trượng nghĩa vừa hào hiệp. Tuy là vẻ ngoài có hơi lạnh lùng một chút, nhưng tấm lòng bên trong lại rất là ấm áp. Huynh ấy đúng là mẫu người mà mọi cô gái trên đời này đều ao ước đó. Lúc nào cũng vững chãi, như là bóng tùng che chở hết vậy. Khi ở bên cạnh huynh ấy, ta cảm thấy rất là an toàn. Cho nên cô cũng thích huynh ấy thì đâu cái gì lạ đâu. Tôi thấy cô đang thổ lộ lòng mình, có đúng không? Thiệt sự tôi rất là ngưỡng mộ huynh ấy. Nhưng mà tôi biết lòng của Nhất huynh đã dành hết cho cô rồi. Nhí nè, cô với huynh ấy đúng là một cặp trời sinh đó. Trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Cô mà để ruột mất huynh ấy thì suốt đời không tìm được người thứ hai đâu nha. Cô nói quá rồi đó. Hắn ta mà nghe được chắc chắn sẽ lên mặt lắm đây. Tôi xin lỗi cô nương. Cô có sao không? Không sao đâu. Cô đi đứng gì kỳ vậy? Thôi bỏ đi. Đi. Như Ý. Đúng là nàng rồi. Sao nàng lại ở đây? Trương công tử, là quên thật sao? Minh Lan, ra đây cô gặp chút. Ủa, có chuyện gì với anh Trọng Nghĩa phải không cô? Cô cũng không biết nữa. Bây giờ họ không có cho người nhà vô thăm thì sao cô lo cho thằng tí em quá. Không biết bây giờ nó sống chết làm sao con ơi. Chắc không sao đâu cô. Ảnh ở trong đề lao, tuy cực khổ một chút nhưng mọi chuyện đều tuân theo luật pháp kỷ cương. Ai mà hại được ảnh chứ. Con nói vậy thôi, nhưng con chưa biết họ thâm độc tàn nhẫn đến cỡ nào đâu con. Họ? Cô Út nói họ là ai? Thì là Tô Hoàng, cha của Tô Châu đó. Là sao? Con chưa hiểu. Chẳng phải là ông ta mới gặp Trọng Nghĩa lần đầu sao cô? Thì chuyện này cũng lâu lắm rồi. Cô với mẹ tí em tính là sống để bụng, chết mang theo. Nhưng mà tới cái nước này rồi thì cô không giấu con nữa. Tên Tô Hoàng đó 18 năm trước đã bài mưu tính kế để hại chết cha của thằng tí em. Rồi hắn thấy chưa yên tâm, hắn còn 5 lần 7 lượt cho người giết chết cả nhà của cô. Vì chuyện này nên cô với mẹ thằng tí em phải bỏ xứ lưu lạc tới tận đây đó. Vậy đúng là nghiệp chướng mà. Bây giờ thằng tí em lại đụng độ với con của hắn. Trời đất ơi, có chuyện này thiệt sao cô Út? Sao con chưa nghe anh Trọng Nghĩa nói bao giờ? Nó không có biết chuyện này đâu. Mẹ nó tính đợi nó đủ 18 thì mới cho hay. Hèn gì bữa ngoài công đường con có nghe bác gái nói loáng thoáng mà con không có hiểu gì hết. Không ngờ hai gia đình lại là quan gia nghiệp chướng như vậy. Bởi vậy cho nên cô mới lo cho số phận của thằng tí em đó con. Đã vậy mà bây giờ mình cũng không được vô thăm nó nữa. Cứ nghĩ tới cái cảnh nó bị người ta đánh đập hay là bỏ đói, cô ăn không ngon, ngủ không yên được con à. Tội nghiệp tí em quá con ơi. Dạ, con cũng lo cho anh Nghĩa lắm. Tất cả mọi chuyện cũng đều vì con mà ra. Con đừng nói như vậy. Chuyện này không có liên quan gì đến con hết. Do họ độc ác, muốn loại trừ người nhà của cô thôi. Nhưng mà chắc họ chưa dám làm gì tổn hại đến tính mạng của anh Trọng Nghĩa đâu cô. Con tính vậy, cô Út cứ về đi. Con sẽ nhờ Tô Châu lên tiếng xin cho con được vô thăm anh Nghĩa. Rồi lúc đó có gì con sẽ báo lại cho cô sao? Được không cô Út? Vậy Trong sự nhờ con nha Minh Lan. Cô nhờ con nha. Con biết rồi. Cô về. Dạ. Minh Lan. Tô Quynh. Em chờ anh hả? Bộ có chuyện gì sao? Cảm ơn Huynh hôm trước đã nói đỡ vài lời cho Trọng Nghĩa trước công đường. Có gì đâu, tôi đã nói giúp em là phải giữ lời chứ. Nhưng mà mọi việc không như ý của Minh Lan rồi. Cha tôi cứng rắn lắm, không dễ thuyết phục ông ấy bỏ qua chuyện này đâu. Không sao, Huynh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mà tôi cũng đã hân hạnh được diện kiến thân phụ của Huynh. Công nhận là Huynh còn phải học hỏi ông ấy nhiều lắm đó. Ủa, Minh Lan gặp cha tôi khi nào? Ông có nói gì với em không? À, cũng chỉ là tình cờ thôi, cũng không có gì đáng nói đâu. Mà nè, hôm nay Minh Lan gặp tôi, chắc là không phải để nói chuyện này thôi đúng không? Thật ra thì hôm nay tôi lại có một chuyện muốn nhờ Huynh. Chuyện gì? Minh Lan cứ nói đi. Miễn là không phải xin cha tôi bỏ qua cho Trọng Nghĩa thì chuyện gì tôi cũng có thể giúp em được. Chuyện này cũng có liên quan đến Huynh ấy. Hiện nay huyện quan không cho người nhà của Trọng Nghĩa vào thăm. Liệu Huynh có thể xin ngày ấy chăm trước cho một lần được không? Trọng Nghĩa cũng chưa bị kết án, huống chi cả Huynh và tôi đều biết rõ là tội của Huynh ấy không đáng bị phải vào đầy lao kia mà. Chuyện này thì... Tô Châu, Huynh nói là chuyện gì cũng có thể giúp tôi mà. Vì Minh Lan bác tôi nhảy vô trong lửa, tôi cũng nhảy nữa. Nhưng mà cha tôi mà biết tôi làm chuyện này chắc không biết ông sẽ nổi trận lôi đình như thế nào nữa. Minh Lan không có biết rõ cha tôi đâu, tôi cũng không dám làm trái ý ông luôn đó. Thì Huynh chỉ xin quan huyện cho phép tôi được vào thăm Trọng Nghĩa. Đừng có nói lại cho cha của Huynh. Tôi chỉ cần nhìn thấy Huynh ấy khỏe mạnh là đủ lắm rồi. Với lại với gia thế và địa vị của Tô Quynh, chắc chắn quan sẽ nể mặt và chấp nhận thôi. Ừ, để tôi thử coi sao. Đa tạ Tô Quynh. Coi như lần này tôi lại mắc nợ Quynh nữa rồi. Ơn này sẽ có ngày tôi báo đáp. Nhất Quynh tới rồi. Quynh có ai về nè? Trương công tử, đây là Nhất Dương mà em đã kể Quynh nghe rồi đó. Hân hạnh được gặp Quynh. Chào Quynh. Ta là Trương công tử, là người đã có đến ước với tiểu thư Như Ý. Ta đã nghe Như Ý kể lại toàn bộ sự việc. Xin đa tạ Quynh một lần nữa đã bảo vệ và chăm sóc cho hôn thê của ta suốt thời gian qua. Chuyện này thì không có chi, Huynh không cần phải khách sáo. Ta chỉ nhân tiện một công đôi việc thôi. Bây giờ gặp Huynh ở đây thiệt là tốt quá. Có Huynh lo cho tiểu thư, ta có thể yên tâm hơn. Mọi người ở đây nói chuyện nha. Tôi vào nấu nước cho mọi người uống. Như Ý xảy ra chuyện lúc ta đang lên kinh. Khi ta về thì nàng đã bỏ đi. Tuy không biết đầu đuôi cớ sự như thế nào, nhưng ta tin là Như Ý vô tội. Quả đúng như ta nghĩ, chuyện này có điều khuất tất. Như Ý, mây đen đã qua rồi. Từ nay đã có ta, nàng không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa. Ta sẽ giải oan ức cho nàng, mang nàng về lại với cuộc sống nhung lụa như trước đây. Nhưng mà bà ta và bọn thuộc hạ rất là mưu mô xảo quyệt. Huynh định làm cách nào để vạch mặt mụ ta rồi giải oan cho em đây. Dù mụ ta có xảo quyệt cách mấy thì ta cũng có cách. Nàng không tin ta sao? Dĩ nhiên là em tin huynh chứ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện đối mặt với mụ ta, em thấy sợ lắm. Ta đã nghĩ thông suốt chuyện này. Bây giờ tạm thời nàng cứ tá túc ở đây ít lâu. Ta sẽ quay về làng gặp quan huyện để khiếu kiện thay nàng. Đợi khi mở công đường, ta sẽ đưa nàng về làm nhân chứng. Tội cho nàng phải chịu cực thêm một thời gian nữa rồi mới được về nhà. Nhìn nàng ốm và xanh xao quá, chắc những ngày qua khổ sở lắm đúng không? Ta thật có lỗi với nàng khi nàng phải bôn ba lận đận như vậy. Như Ý à, ta hứa ta sẽ bù đắp cho nàng gấp trăm, gấp ngàn lần khi chúng ta về chung một nhà. Nàng yên tâm đi, có ta ở đây rồi sẽ không ai dám ăn hiếp nàng nữa đâu. Mấy bữa nay chắc nàng cực khổ lắm đúng không? Không, em chịu được. Nàng có chịu được khó khăn như vậy không? Có Nhất Dương rồi, không sao hết. Vậy còn ăn uống ở đây thì sao? Ở đây có cô Mơ lo lắng đầy đủ lắm. Sao chuyện này lại tréo ngoe vậy hả ông? Họ đã được trời định hôn, lại thương nhau đến trèo non lấp bể, vậy mà cuối cùng lại đổ bể hết. Tại cậu Nhất Dương cứ bị cái chuyện trả thù ám ảnh, nên một bước tiến hai bước lùi. Thần tiên chúng ta chi trợ duyên chứ không giúp hết cho họ. Chuyện tới nước này, mình đành xe duyên cho Như Ý với Trương Công Tử, rồi bẩm báo với Ngọc Hoàng sao? Trọng Nghĩa, anh sao vậy? Anh sao vậy Trọng Nghĩa? Mình là... Mặt anh bị sao vậy? Hả? Trọng Nghĩa, anh sao vậy? Mình là... Em khỏe không? Em có gặp mẹ anh không? Mẹ anh với cô Út lo cho anh lắm. Nhưng mà anh nói cho em nghe đi, anh bị ai đánh hả? Sao mặt của anh sưng dữ vậy? Không có, anh chỉ sơ ý trượt chân thôi. Trượt chân mà sao mặt mày anh sưng dữ vậy? Anh nói thiệt đi, anh bị đánh đúng không? Không có đâu, em đừng có quản lên như vậy. Vậy là anh bị họ hành hạ dữ lắm phải không? Rồi họ có cho anh ăn uống gì không anh Trọng Nghĩa? Trời ơi, cô Út nói không sai mà. Tại sao bọn họ lại ác dữ vậy trời? Hèn chi mà nhìn anh hốc hác, tiều tụy quá. Anh không sao, em đừng có đau lòng quá. Mà cô Út nói chuyện gì với em? Chuyện dài lắm. Khi nào anh ra khỏi đây, cô Út sẽ kể anh nghe. Bây giờ anh ráng bảo trọng, giữ vững tinh thần. Em với mọi người sẽ nghĩ cách cứu anh. Minh Lan à, em biết chuyện gì phải không? Em nói cho anh nghe đi. Hôm ở công đường, mẹ của anh có nhắc tới chuyện thâm thù ngày xưa, nhưng mà anh không hiểu gì hết. Tại sao cha của Tô Quynh lại là kẻ sát hại cha của anh được? Không có gì đâu, Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá mà tổn hại sức khỏe. Hôm nay em được vô thăm anh cũng nhờ Tô Quynh xin giúp quan trên đó. Chuyện xưa thì chưa biết sao, chứ hiện nay mình phải mang ơn huynh ấy. Ừ. Không ngờ Tô Quynh lại tốt như vậy. À, hôm trước mẹ anh... Em không sao đâu. Ừ. Với lại anh bị như vậy, bác gái lo lắng rồi bất an, cho nên có trách em chút đỉnh cũng là chuyện bình thường thôi. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ, với cô và cả em nữa. Vì một chút nóng nảy mà bây giờ làm liên lụy không biết bao nhiêu người. Anh đúng thiệt là đáng trách mà. Anh đừng có tự trách mình nữa. Chuyện xui rủi này không có ai muốn hết. Biết đâu đây là cái ải mà anh phải leo qua trước khi thành danh chốn quan trường thì sao? Chỉ sợ anh bị hại chết trước khi ra được đây thôi. Anh đừng có nói gỡ như vậy mà. Mọi người sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Em tin rằng công lý sẽ được thực thi và anh sẽ được tha về mà. Ừ. Quỳnh có biết không, gia đình họ Trương và họ Lý ta là chỗ thăm giao, thăm tình bao nhiêu lâu nay. Mẹ của ta và mẹ của Lý Tiểu Thư khi có thai đã chỉ bụng và hứa gả con cho nhau nếu như sinh ra con trai và con gái. Ngay từ nhỏ, Như Ý cũng thường theo Lý Lão Gia sang nhà ta chơi, nên có thể nói chúng ta ngày càng thêm gắn bó. Cha mẹ của ta cũng rất quý Như Ý, chỉ chờ bọn ta đến tuổi cặp kê là sẽ cho thành thân ngay. Nhưng không ngờ cả cha và mẹ ta đều đoản mệnh mất sớm. Lý gia cũng không may mà qua đời đúng lúc ta lên kinh thành có việc. Nhưng ta và nàng quả là có duyên với nhau, không hẹn mà lại gặp nhau ngay tại nơi này. Đúng là duyên tiền định. Huynh có thấy như vậy không? Ta xuất hiện thật là đúng lúc, khi mà Như Ý cần ta nhất. Ta nhất định sẽ giúp cho nàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, để cho Như Ý vơi bớt nỗi buồn mất cha. Ta sẽ cử hành hôn lễ ngay. Lúc đó ta sẽ mời Nhất huynh đến chung vui. Trương công tử, huynh lại ba qua cái gì đó. Đâu có gì đâu. Ta chỉ kể cho Nhất Dương nghe về chuyện chị Phúc giao hôn của hai nhà chúng ta thôi. Tiểu thư và Trương công tử cứ ở đây hàng huyên. Ta phải ra ngoài luyện tập một chút. Cáo từ. Nhất huynh, có lẽ cha ta đã phù hộ cho ta, cho nên để cho ta gặp lại Trương công tử ở nơi này. Khi nào Trương công tử quay lại rước ta, huynh hãy theo ta về giải oan cho mình nha. Nếu Trương công tử có thể vạch tội và tìm ra thủ phạm đã giết chết cha của cô, thì tội danh của ta ắt sẽ được bãi bỏ. Ta còn có việc hệ trọng hơn phải làm. Ta không thể theo cô quay về được. Việc quan trọng của huynh có phải là thực hiện tâm nguyện gì đó không? Đó là gì? Huynh có thể cho ta biết được không? Có phải vì nó mà làm cho huynh suốt ngày đăm chiêu bất cần như vậy? Cô không cần phải quan tâm. Ta chỉ mong sao Trương công tử thu xếp được chuyện này, sớm đưa được kẻ thủ ác ra công đường, để minh oan tội danh cho ta, để lấy lại tài sản và những gì thuộc về cô cho cô. Những gì thuộc về ta ư? Huynh không biết đâu. Trước kia ta cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn trên ngồi trước, có kẻ hầu người hạ. Nhưng trải qua những ngày tháng bôn ba lận đận, ta mới nhận biết được rằng mình chẳng có gì hết. Nhan sắc, tiền tài, vinh hoa phú quý, tất cả chỉ là hư danh. Ngay cả một người thân mà ta cũng chẳng có. Thiệt sự là lúc huynh xuất hiện, ta như kẻ chết đuối vớ được cọc. Nếu không có huynh che chở bấy lâu nay, chắc bây giờ ta đang ở trong đề lao chờ ngày xử tử, hay đã bị hùm beo ăn thịt trong rừng rồi. Ta thực sự cảm ơn huynh nhiều lắm. Chẳng phải cô đã từng nói, nếu như không có ta thì cuộc đời cô sẽ không xảy ra biến cố tàn khốc như thế này. Cái đó... thì cái đó cũng có. Nhưng mà Quỳnh đã cứu mạng ta mấy lần. Quỳnh đâu phải chỉ mang điều xấu đến cho ta đâu. Chẳng qua là ta thấy chuyện bất bình nên ta ra tay. Với ai cũng vậy, chứ không phải riêng về cô đâu. Nhưng mà ta vẫn cảm nhận được cái tình mà huynh dành cho ta. Nếu không thì sao huynh lại chịu khó và kiên nhẫn với ta như vậy chứ? Huynh đã từng bỏ đi, nhưng rồi cuối cùng huynh cũng quay lại cứu ta mà. Thưa tiểu thư, tôi đã nói rồi, chuyện này chỉ là tôi tiện tay mà thôi. Cũng như là chuyện cô Mơ, khi thấy con gái nhà lành bị ức hiếp thì ta không thể làm ngơ được. Nhất là đối với bọn cường hào ác bá thì ta càng không thể bỏ qua. Ta nhất định phải trừng trị bọn nó cho biết tai. Vậy còn những ngày qua, khi sống gần bên nhau, Quỳnh quan tâm ta, chăm sóc cho ta, chẳng lẽ cũng là tiện tay sao? Ta không tin đâu. Chắc chắn là Quỳnh có gì đó với ta, có đúng không? Thưa tiểu thư, nếu ta có làm gì khiến cho cô ngộ nhận, ta thành thật xin lỗi. Nhưng nam nhi đại trượng phu như ta chỉ lo nghĩ tới chuyện đại sự, còn chuyện trai gái tầm thường ta không nghĩ tới. Mong tiểu thư hiểu cho ta. Vậy ra những gì trải qua với chúng ta chỉ là tầm thường sao? Quỳnh cố tình đánh trống lạng đúng không? Mong tiểu thư thứ lỗi. Ta là người trực tính, nghĩ sao thì nói vậy. Mong cô đừng tự làm khó mình nữa. Quỳnh ác lắm. Nhìn Trọng Nghĩa bị như vậy, tôi thấy mình có lỗi quá. Minh Lan à, chuyện này là do tôi với Trọng Nghĩa có chút xích mích, đâu có liên quan gì tới em đâu. Huynh đừng có nói như vậy để an ủi tôi. Rủi mà Trọng Nghĩa có bề gì, chắc là tôi ân hận suốt đời quá. Minh Lan, em nói gì mà nghe trầm trọng vậy? Cha tôi hôm ở công đường xót tôi, cho nên mới hơi lớn tiếng một chút, chứ ông cũng đâu có làm gì quá đáng đâu. Cha đúng là hơi cứng rắn, nhưng mà lỗi Trọng Nghĩa cũng đâu có lớn. Mà vết thương của tôi cũng đã lành hết rồi nè. Cùng lắm là chỉ giam giữ vài tháng rồi phạt roi thôi. Vậy là Quynh không hề biết chuyện gì về mối thâm thù giữa cha Quynh và gia đình Trọng Nghĩa sao? Hôm ở công đường, tôi thấy thái độ của cha tôi với mẹ Trọng Nghĩa rất là lạ. Tôi thú thiệt là tôi không biết chuyện gì hết. Bình Lan, em biết gì hay sao? Tôi cũng mới được cô Út cho hay. Chuyện bắt đầu từ 18 năm trước rồi. Mẹ của Trọng Nghĩa cho rằng cha của huynh là người gây ra cái chết cho cha và anh ruột của huynh ấy. Vì chuyện này mà họ kiện cáo và hận nhau suốt bao nhiêu năm nay. Nếu sự thật là như vậy thì huynh nghĩ là cha của huynh dễ dàng tha cho Trọng Nghĩa sao? Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới rõ. Nhưng mà nếu thực sự giữa gia đình Trọng Nghĩa và cha tôi có ân oán từ trước, thì tôi thấy trong chuyện này cậu Trọng Nghĩa khó mà thoát khỏi đề lao. Chưa kể không biết còn chuyện gì không nữa. Cha tôi sắt đá lắm, ai mà dám đụng vào uy quyền và danh dự của ông ấy là ông ấy quyết không tha. Phen này Trọng Nghĩa khó mà vẹn toàn. Trời ơi, Quỳnh nói làm tôi thấy lo quá. Quỳnh có thể nói một tiếng để cha của Quỳnh tha cho Trọng Nghĩa có được không? Quỳnh ấy bị giam và chịu đủ thứ tra tấn như vậy là quá đủ rồi. Quỳnh có thể xin cha Quỳnh được không, Tô Quỳnh? Cha tôi không dễ dừng tay đâu. Trời có sập xuống đầu chưa chắc gì ông đã dừng tay. Trừ phi... Sao? Quỳnh có cách phải không Tô Quỳnh? Trừ khi tôi phải chấp nhận bỏ học, bỏ cái làng này, và chấp nhận bỏ cả người yêu để quay về tiếp quản Tô Gia Trang. Quỳnh nói thiệt không? Vậy là vẫn có cách giúp Trọng Nghĩa, phải không Tô Quỳnh? Tôi nghĩ vậy thôi, chứ chưa biết cha tôi có thuận theo hay không nữa. Nhưng mà tại sao tôi phải làm tất cả mọi chuyện, kể cả hy sinh cuộc đời của mình vì người khác chứ? Lại là kẻ làm cho cô gái mình thương đau lòng xót ruột như vậy. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi tôi có phải là một kẻ ngu ngốc hay không nữa. Tôi nhắm mắt làm mọi thứ vì kẻ tình địch của mình hay không? Tôi cũng là con người mà, cũng biết đau khi thấy em lo cho người khác chứ. Tô Quynh à, ơn của Quynh tôi sẽ không bao giờ quên. Quynh hãy giúp tôi một lần này nữa thôi. Tôi năn nỉ Quynh đó, giúp tôi đi nha Tô Quynh. Thì tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Quynh cứ nói đi. Làm gì tôi cũng sẽ làm hết. Chỉ cần là Quynh giúp Trọng Nghĩa thôi. Là em phải đồng ý làm vợ anh, thì anh sẽ quay về nhà phụ cha mẹ, coi quản cơ nghiệp của ông ngoại để lại. Chuyện này... Chuyện này mình nói sao được không Tô Quynh? Nếu như Quynh giúp Trọng Nghĩa thoát khỏi đề lao, Minh Lan này nguyện sẽ làm tất cả để đền đáp ân tình của Quynh. Như Ý, ta sẽ sớm quay lại trước nàng. Nàng ráng chờ ta nha. Nhất huynh, xin nhờ huynh bảo vệ Lý Tiểu Thư thêm vài hôm nữa. Ta đa tạ huynh. Huynh không nói thì ta cũng sẽ làm mà. Như Ý, ta nhất định sẽ minh oan cho nàng và sớm trở lại rước nàng. Ta đi đây. Huynh đi cẩn trọng. Mà nè, hôm nay Minh Lan gặp tôi chắc là không phải để nói chuyện này thôi đúng không? Thật ra thì hôm nay tôi lại có một chuyện muốn nhờ huynh. Chuyện gì? Minh Lan cứ nói đi. Miễn là không phải xin cha tôi bỏ qua cho Trọng Nghĩa thì chuyện gì tôi cũng có thể giúp em được. Chuyện này cũng có liên quan đến huynh ấy. Hiện nay huyện quan không cho người nhà của Trọng Nghĩa vào thăm. Liệu huynh có thể xin ngày ấy chăm trước cho một lần được không? Trọng Nghĩa cũng chưa bị kết án, huống chi cả huynh và tôi đều biết rõ là tội của huynh ấy không đáng bị phải vào đề lao kia mà. Chuyện này thì Tô Châu, huynh nói là chuyện gì cũng có thể giúp tôi mà. Vì Minh Lan bác tôi nhảy dưới trong lửa, tôi cũng nhảy nữa. Nhưng mà cha tôi mà biết tôi làm chuyện này á, chắc không biết ông sẽ nổi trận lôi đình như thế nào nữa. Minh Lan không có biết rõ cha tôi đâu, tôi cũng không dám làm trái ý ông luôn đó. Thì huynh chỉ xin quan nguyện cho phép tôi được vào thăm Trọng Nghĩa. Đừng có nói lại cho cha của huynh. Tôi chỉ cần nhìn thấy huynh ấy khỏe mạnh là đủ lắm rồi. Với lại với gia thế và địa vị của Tô huynh, chắc chắn quan sẽ nể mặt và chấp nhận thôi. Ừ, để tôi thử coi sao. Đa tạ Tô huynh. Coi như lần này tôi lại mắc nợ huynh nữa rồi. Ơn này sẽ có ngày tôi báo đáp. Nhất Huynh, Nhất Huynh. Tới rồi. Huynh có ai về nè? Trương Công Tử, đây là Nhất Dương mà em đã kể Huynh nghe rồi đó. Hân hạnh được gặp Huynh. Chào Huynh. Ta là Trương Công Tử, là người đã có đến ước với tiểu thư Như Ý. Ta đã nghe Như Ý kể lại toàn bộ sự việc. Xin đa tạ huynh một lần nữa đã bảo vệ và chăm sóc cho hôn thê của ta suốt thời gian qua. Chuyện này thì không có chi, huynh không cần phải khách sáo. Ta chỉ nhân tiện một công đôi việc thôi. Bây giờ gặp huynh ở đây thiệt là tốt quá. Có huynh lo cho tiểu thư, ta có thể yên tâm hơn. Mọi người ở đây nói chuyện nha. Tôi vào nấu nước cho mọi người uống. Như Ý xảy ra chuyện lúc ta đang lên kinh. Khi ta về thì nàng đã bỏ đi. Tuy không biết đầu đuôi cớ sự như thế nào, nhưng ta tin là Như Ý vô tội. Quả đúng như ta nghĩ, chuyện này có điều khuất tất. Như Ý, mây đen đã qua rồi. Từ nay đã có ta, nàng không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa. Ta sẽ giải oan ức cho nàng, mang nàng về lại với cuộc sống nhung lụa như trước đây. Nhưng mà bà ta và bọn thuộc hạ rất là mưu mô xảo quyệt. Huynh định làm cách nào để vạch mặt mụ ta rồi giải oan cho em đây? Dù mụ ta có xảo quyệt cách mấy thì ta cũng có cách. Nàng không tin ta sao? Dĩ nhiên là em tin huynh chứ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện đối mặt với mụ ta, em thấy sợ lắm. Ta đã nghĩ thông suốt chuyện này. Bây giờ tạm thời nàng cứ tá túc ở đây ít lâu. Ta sẽ quay về làng gặp quan huyện để khiếu kiện thay nàng. Đợi khi mở công đường, ta sẽ đưa nàng về làm nhân chứng. Tội cho nàng phải chịu cực thêm một thời gian nữa rồi mới được về nhà. Nhìn nàng ốm và xanh xao quá, chắc những ngày qua khổ sở lắm đúng không? Ta thật có lỗi với nàng khi nàng phải bôn ba lận đận như vậy. Như Ý à, ta hứa ta sẽ bù đắp cho nàng gấp trăm gấp ngàn lần khi chúng ta về chung một nhà. Nàng yên tâm đi, có ta ở đây rồi sẽ không ai dám ăn hiếp nàng nữa đâu. Mấy bữa nay chắc nàng cực khổ lắm đúng không? Không, em chịu được. Nàng có chịu được khó khăn như vậy không? Có Nhất Dương rồi, không sao hết. Vậy còn ăn uống ở đây thì sao? Ở đây có cô Mơ lo lắng đầy đủ lắm. Sao chuyện này lại tréo ngoe vậy hả ông? Họ đã được trời định hôn, lại thương nhau đến trèo non lấp bể, vậy mà cuối cùng lại đổ bể hết. Tại cậu Nhất Dương cứ bị cái chuyện trả thù ám ảnh. nên một bước tiến, hai bước lùi. Thần tiên chúng ta chi trợ duyên chứ không giúp hết cho họ. Chuyện tới nước này, mình đành xe duyên cho Như Ý với Trương Công Tử, rồi bẩm báo với Ngọc Hoàng sao? Ủa? Trọng Nghĩa, anh sao vậy? Anh sao vậy Trọng Nghĩa? Mình là... Mặt anh bị sao vậy? Hả? Trọng Nghĩa, anh sao vậy? Mình là... Em khỏe không? Em có gặp mẹ anh không? Mẹ anh với cô Út lo cho anh lắm. Nhưng mà anh nói cho em nghe đi, anh bị ai đánh hả? Sao mặt của anh sưng dữ vậy? Không có, anh chỉ sơ ý trượt chân thôi. Trượt chân mà sao mặt mày anh sưng dữ vậy? Anh nói thiệt đi, anh bị đánh đúng không? Không có đâu, em đừng có quản lên như vậy. Vậy là anh bị họ hành hạ dữ lắm phải không? Rồi họ có cho anh ăn uống gì không anh Trọng Nghĩa? Trời ơi, cô Út nói không sai mà. Tại sao bọn họ lại ác dữ vậy trời? Hèn chi mà nhìn anh hốc hác, tiều tụy quá. Anh không sao, em đừng có đau lòng quá. Mà cô Út nói chuyện gì với em? Chuyện dài lắm. Khi nào anh ra khỏi đây, cô Út sẽ kể anh nghe. Bây giờ anh ráng bảo trọng, giữ vững tinh thần. Em với mọi người sẽ nghĩ cách cứu anh. Minh Lan à, em biết chuyện gì phải không? Em nói cho anh nghe đi. Hôm ở công đường, mẹ của anh có nhắc tới chuyện thâm thù ngày xưa. Nhưng mà anh không hiểu gì hết. Tại sao cha của Tô Quynh lại là kẻ sát hại cha của anh được? Không có gì đâu, anh đừng có suy nghĩ nhiều quá mà tổn hại sức khỏe. Hôm nay em được vô thăm anh cũng nhờ Tô Quynh xin giúp quan trên đó. Chuyện xưa thì chưa biết sao, chứ hiện nay mình phải mang ơn huynh ấy. Không ngờ Tô Quynh lại tốt như vậy. Hôm trước mẹ anh... Em không sao đâu. Với lại anh bị như vậy, bác gái lo lắng rồi bất an, cho nên có trách em chút đỉnh cũng là chuyện bình thường thôi. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ, với cô Út và cả em nữa. Vì một chút nóng nảy mà bây giờ làm liên lụy không biết bao nhiêu người. Anh đúng thiệt là đáng trách mà. Anh đừng có tự trách mình nữa. Chuyện xui rủi này không có ai muốn hết. Biết đâu đây là cái ải mà anh phải leo qua trước khi thành danh chốn quan trường thì sao? Chỉ sợ anh bị hại chết trước khi ra được đây thôi. Anh đừng có nói gỡ như vậy mà. Mọi người sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Em tin rằng công lý sẽ được thực thi và anh sẽ được tha về mà. Quỳnh có biết không, gia đình họ Trương và họ Lý ta là chỗ thâm giao, thâm tình bao nhiêu lâu nay. Mẹ của ta và mẹ của Lý Tiểu Thư khi có thai đã chỉ bụng và hứa gả con cho nhau nếu như sinh ra con trai và con gái. Ngay từ nhỏ, Như Ý cũng thường theo Lý Lão Gia sang nhà ta chơi, nên có thể nói chúng ta ngày càng thêm gắn bó. Cha mẹ của ta cũng rất quý Như Ý, chỉ chờ bọn ta đến tuổi cập kê là sẽ cho thành thân ngay. Nhưng không ngờ cả cha và mẹ ta đều đoản mệnh mất sớm. Lý gia cũng không may mà qua đời đúng lúc ta lên kinh thành có việc. Nhưng ta và nàng quả là có duyên với nhau, không hẹn mà lại gặp nhau ngay tại nơi này. Đúng là duyên tiền định. Huynh có thấy như vậy không? Ta xuất hiện thật là đúng lúc, khi mà Như Ý cần ta nhất. Ta nhất định sẽ giúp cho nàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi cho Như Ý vơi bớt nỗi buồn mất cha. Ta sẽ cử hành hôn lễ ngay. Lúc đó ta sẽ mời Nhất huynh đến chung vui. Trương công tử, huynh lại ba qua cái gì đó. Đâu có gì đâu, ta chỉ kể cho Nhất Dương nghe về chuyện chị Phúc giao hôn của hai nhà chúng ta thôi. Tiểu thư và Trương công tử cứ ở đây hàng huyên, ta phải ra ngoài luyện tập một chút. Cáo từ. Có lẽ cha ta đã phù hộ cho ta, cho nên để cho ta gặp lại Trương công tử ở nơi này. Khi nào Trương công tử quay lại rước ta, huynh hãy theo ta về giải oan cho mình nha. Nếu Trương công tử có thể vạch tội và tìm ra thủ phạm đã giết chết cha của cô, thì tội danh của ta ắt sẽ được bãi bỏ. Ta còn có việc hệ trọng hơn phải làm. Ta không thể theo cô quay về được. Việc quan trọng của huynh có phải là thực hiện tâm nguyện gì đó không? Đó là gì? Huynh có thể cho ta biết được không? Có phải vì nó mà làm cho huynh suốt ngày đăm chiêu bất cần như vậy? Cô không cần phải quan tâm. Ta chỉ mong sao Trương công tử thu xếp được chuyện này, sớm đưa được kẻ thủ ác ra công đường, để minh oan tội danh cho ta, để lấy lại tài sản và những gì thuộc về cô cho cô. Những gì thuộc về ta ư? Quỳnh không biết đâu. Trước kia ta cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn trên ngồi trước, có kẻ hầu người hạ. Nhưng trải qua những ngày tháng bôn ba lận đận, ta mới nhận biết được rằng mình chẳng có gì hết. Nhan sắc, tiền tài, vinh hoa phú quý, tất cả chỉ là hư danh. Ngay cả một người thân mà ta cũng chẳng có. Thiệt sự là lúc huynh xuất hiện, ta như kẻ chết đuối vớ được cọc. Nếu không có huynh che chở bấy lâu nay, chắc bây giờ ta đang ở trong đề lao chờ ngày xử tử, hay đã bị hùm beo ăn thịt trong rừng rồi. Ta thực sự cảm ơn huynh nhiều lắm. Chẳng phải cô đã từng nói, nếu như không có ta thì cuộc đời cô sẽ không xảy ra biến cố tàn khốc như thế này. Cái đó... thì cái đó cũng có. Nhưng mà huynh đã cứu mạng ta mấy lần. Quỳnh đâu phải chỉ mang điều xấu đến cho ta đâu. Chẳng qua là ta thấy chuyện bất bình nên ta ra tay. Với ai cũng vậy, chứ không phải riêng về cô đâu. Nhưng mà ta vẫn cảm nhận được cái tình mà Quỳnh dành cho ta. Nếu không thì sao Quỳnh lại chịu khó và kiên nhẫn với ta như vậy chứ? Quỳnh đã từng bỏ đi, nhưng rồi cuối cùng Quỳnh cũng quay lại cứu ta mà. Thưa tiểu thư, tôi đã nói rồi, chuyện này chỉ là tôi tiện tay mà thôi. Cũng như là chuyện cô Mơ, khi thấy con gái nhà lành bị ức hiếp thì ta không thể làm ngơ được. Nhất là đối với bọn cường hào ác bá thì ta càng không thể bỏ qua. ta nhất định phải trừng trị bọn nó cho biết tai. Vậy còn những ngày qua, khi sống gần bên nhau, Quỳnh quan tâm ta, chăm sóc cho ta, chẳng lẽ cũng là tiện tay sao? Ta không tin đâu. Chắc chắn là Quỳnh có gì đó với ta, có đúng không? Thưa tiểu thư, nếu ta có làm gì khiến cho cô ngộ nhận, ta thành thật xin lỗi. Nhưng nam nhi đại trượng phu như ta chỉ lo nghĩ tới chuyện đại sự, còn chuyện trai gái tầm thường ta không nghĩ tới. Mong tiểu thư hiểu cho ta. Vậy ra những gì trải qua với chúng ta chỉ là tầm thường sao? Quỳnh cố tình đánh trống lạng đúng không? Mong tiểu thư thứ lỗi. Ta là người trực tính, nghĩ sao thì nói vậy. Mong cô đừng tự làm khó mình nữa. Quỳnh, Quỳnh ác lắm. Nhìn Trọng Nghĩa bị như vậy, tôi thấy mình có lỗi quá. Minh Lan à, chuyện này là do tôi với Trọng Nghĩa có chút xích mích, đâu có liên quan gì tới em đâu. Huynh đừng có nói như vậy để an ủi tôi. Rủi mà Trọng Nghĩa có bề gì, chắc là tôi ân hận suốt đời quá. Minh Lan, em nói gì mà nghe trầm trọng vậy? Cha tôi á, hôm ở công đường xót tôi, cho nên mới hơi lớn tiếng một chút, chứ ông cũng đâu làm gì quá đáng đâu. Cha đúng là hơi cứng rắn, nhưng mà lỗi Trọng Nghĩa cũng đâu có lớn. Mà vết thương của tôi cũng đã lành hết rồi nè. Cùng lắm là chỉ giam giữ vài tháng rồi phạt roi thôi. Vậy là Quynh không hề biết chuyện gì về mối thâm thù giữa cha Quynh và gia đình Trọng Nghĩa sao? Hôm ở công đường, tôi thấy thái độ của cha tôi với mẹ Trọng Nghĩa rất là lạ. Tôi thú thiệt là tôi không biết chuyện gì hết. Bình Lan, em biết gì hay sao? Tôi cũng mới được cô Út cho hay. Chuyện bắt đầu từ 18 năm trước rồi. Mẹ của Trọng Nghĩa cho rằng cha của huynh là người gây ra cái chết cho cha và anh ruột của huynh ấy. Vì chuyện này mà họ kiện cáo và hận nhau suốt bao nhiêu năm nay. Nếu sự thật là như vậy thì huynh nghĩ là cha của huynh dễ dàng tha cho Trọng Nghĩa sao? Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới rõ. Nhưng mà nếu thực sự giữa gia đình Trọng Nghĩa và cha tôi có ân oán từ trước, thì tôi thấy trong chuyện này cậu Trọng Nghĩa khó mà thoát khỏi đề lao. Chưa kể không biết còn chuyện gì không nữa. Cha tôi sắt đá lắm, ai mà dám đụng vào uy quyền và danh dự của ông ấy là ông ấy quyết không tha. Phen này Trọng Nghĩa khó mà vẹn toàn. Trời ơi, Quỳnh nói làm tôi thấy lo quá. Quỳnh có thể nói một tiếng để cha của Quỳnh tha cho Trọng Nghĩa có được không? Quỳnh ấy bị giam và chịu đủ thứ tra tấn như vậy là quá đủ rồi. Quỳnh có thể xin cha Quỳnh được không, Tô Quỳnh? Cha tôi không dễ dừng tay đâu. Trời có sập xuống đầu chưa chắc gì ông đã dừng tay. Trừ phi... Sao? Quỳnh có cách phải không Tô Quỳnh? Trừ khi tôi phải chấp nhận bỏ học, bỏ cái làng này, và chấp nhận bỏ cả người yêu để quay về tiếp quản Tô gia trang. Quỳnh nói thiệt không? Vậy là vẫn có cách giúp Trọng Nghĩa, phải không Tô Quỳnh? Tôi nghĩ vậy thôi, chứ chưa biết cha tôi có thuận theo hay không nữa. Nhưng mà tại sao tôi phải làm tất cả mọi chuyện, kể cả hy sinh cuộc đời của mình vì người khác chứ? Lại là kẻ làm cho cô gái mình thương đau lòng xót ruột như vậy. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi tôi có phải là một kẻ ngu ngốc hay không nữa. Tôi nhắm mắt làm mọi thứ vì kẻ tình địch của mình hay không? Tôi cũng là con người mà, cũng biết đau khi thấy em lo cho người khác chứ. Tô huynh à, ơn của huynh tôi sẽ không bao giờ quên. Huynh hãy giúp tôi một lần này nữa thôi. Tôi năn nỉ huynh đó, giúp tôi đi nha Tô huynh. Thì tôi sẽ cố gắng, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Huynh cứ nói đi. Làm gì tôi cũng sẽ làm hết. Chỉ cần là huynh giúp Trọng Nghĩa thôi. Lại phải đồng ý làm vợ anh, thì anh sẽ quay về nhà phụ cha mẹ, coi quản cơ nghiệp của ông ngoại để lại. Chuyện này mình nói sao được không Tô huynh? Nếu như huynh giúp Trọng Nghĩa thoát khỏi đề lao, Minh Lan này nguyện sẽ làm tất cả để đền đáp ân tình của huynh. Như Ý, ta sẽ sớm quay lại trước nàng. Nàng ráng chờ ta nha. Nhất huynh, xin nhờ huynh bảo vệ Lý Tiểu Thư thêm vài hôm nữa. Ta đa tạ huynh. Huynh không nói thì ta cũng sẽ làm mà. Như Ý, ta nhất định sẽ minh oan cho nàng và sớm trở lại rước nàng. Ta đi đây. Huynh đi cẩn trọng. Chuyện gì mà cô khóc bù loa vậy? Con Minh Lan. Đừng có nhắc tên con nhỏ đó nữa. Chị hai à, chị nghe em nói đã. Con Minh Lan nó mới xin được vào gặp thằng Tiểu Em ở trong tù. Cái gì? Làm sao con Minh Lan vô đó được hả? Chuyện gì á? Cô nói nhanh lên đi, cô đừng có khóc nữa. Thì chị nghe em nói nè, nó nhờ Tô Châu á, cho nên Quan Nguyện cho nó được vô trong đó để gặp Tiểu Em. Nó nói là thằng Tí Em đang trong đó bị đánh đập bỏ đói thê thảm lắm đó chị ơi. Trời đất ơi, con tôi. Tí Em, Tí Em, Tí Em. Chị ơi, chị ơi. Tiểu Thư Như Ý. Ủa? Cô đừng khách sáo gọi ta là tiểu thư như vậy. Cứ gọi ta là Như Ý được rồi. Ta cảm thấy thoải mái hơn đó. Mà nè, có phải cô đang trông ngóng Trương Công Tử đúng không? Huynh ấy đang thu xếp mọi việc để quay lại rước cô đó. Ta cũng không biết mình đang mong ngóng gì nữa. Ta vừa muốn Trương Công Tử nhanh chóng minh oan cho ta, trừng trị kẻ ác, để cha của ta không phải chết tức tuổi. Nhưng ta lại thấy buồn khi nghĩ một ngày nào đó ta phải quay về với Trương Công Tử. Có phải lòng ta mâu thuẫn quá đúng không cô Mơ? Không đâu, tôi hiểu lòng cô mà. Nếu như cô được giải oan, được trở về với cuộc sống của cô trước đây, thì còn gì bằng. Nhưng cô buồn là tại vì cô phải xa Nhất huynh đúng không? Ta... Sao cô không nói rõ lòng mình cho huynh ấy nghe đi? Tôi không hiểu được. Sao ai cũng tự làm khổ mình chi vậy? Thương thì nói là thương thôi, chứ cứ hai hàng như vậy ai mà tỏ được lòng mình chứ. Cô cũng vậy, mà Nhất huynh cũng vậy. Vậy Nhất huynh nói gì với cô đúng không? Huynh ấy đời nào mà nói những chuyện này. Nhưng nhìn cô với Trương Công Tử thì huynh ấy buồn hẳn. Tôi nhìn rõ vậy mà. Coi chừng cô ngộ nhận đó. À mà không, ta mới là người ngộ nhận. Huynh ấy chỉ tiện tay giúp ta thôi, Những chuyện này chỉ là chuyện giặt giảnh tầm thường đối với người có chí lớn như huynh ấy. Thật sự tôi cũng không hiểu nổi huynh ấy luôn. Cô Mơ nè, tôi nhờ cô một chuyện được không? Ừ, cô nói đi. Nếu sau này mà ta có quay về nhà, cô thay ta chăm sóc cho Nhất huynh nha. Hả? Tôi hả? Ta biết trong lòng của cô, Nhất huynh vừa là người ơn, vừa là người trong mộng. Nếu có cô lo cho huynh ấy, ta sẽ thấy an tâm hơn. Tôi có muốn cũng không có phước phần đó đâu. Để tôi về nhà nấu cơm trước, rồi một chút nữa cô về ăn nha. Bà quá ức gì mà tới đánh trống? Tôi muốn gặp Quan Nguyện. Bà là ai mà đòi gặp Quan Nguyện? Ngang ngược như vậy. Tôi là mẹ của Trọng Nghĩa, là người mà các ông đang giam và hành hạ đó. Nó làm gì mà mấy người đánh đập nó, bỏ đói nó? Chuyện nó có tội hay không, quan trên còn chưa đưa ra phán xử cuối cùng mà. Cớ sao mấy người lại đối xử với con tôi như là tội phạm triều đình vậy? Mấy người nhận tiền của tên khốn Tô Hoàng bao nhiêu? Bà đừng có nói hồ đồ nha. Ai ăn tiền, ai đánh đập con bà có chứng cớ gì không? Tôi không cần có lý do hay đưa bằng cớ cho mấy người. Tôi chỉ muốn gặp Quan Nguyện. Không phải muốn gặp Quan Nguyện là được. Tôi muốn gặp Quan Nguyện. Quan ơi, tôi muốn được kêu Quan. Tôi muốn kêu Quan đến. Con tôi. Bà kia, có chuyện gì bà quyên náo trước cửa cung đường vậy? Tôi nghe báo lại, Trọng Nghĩa con tôi nó bị đánh đập tàn nhẫn. Xin đại nhân hãy cho tôi vào thăm con. Hồ đồ, cửa nha môn có phép có tắc. Bộ ngươi muốn làm gì thì làm sao? Huống chi ngươi nghe tin đồn thất thiệt rồi tới đây gây chuyện. Ngươi không sợ ta cho người giả miệng ngươi sao? Bẩm đại nhân, có giả tôi cũng sẽ nói. Thứ nhất, con tôi chưa bị kết án, tại sao ngài không cho tôi vào thăm con? Thứ hai, nếu ngài nói chuyện đánh đập con tôi là tin đồn thất thiệt thì cớ gì ngài sợ không cho tôi vào đó? Ngài hãy cho tôi vào thăm con tôi đi. Bà đi về đi. Khi nào có kết quả chẩn bệnh từ thầy Lan, ta sẽ mở lại phiên xét xử. Lúc đó bà sẽ được vào thăm con. Đại nhân, đợi đến lúc đó con tôi đã là cái xác không hồn rồi. Ngài có dám cam đoan là con tôi không bị nhục hình trong tù hay không? Nếu ngài không cho vào, tôi sẽ tiếp tục đánh trống kêu oan. Đây là quyền của dân đen tụi tôi, có phải không bà con? Thôi được rồi, ta sẽ cho bà vào, nhưng chỉ một lát thôi. Vào đi. Trọng Nghĩa, mẹ. Trời ơi, con mẹ. Sao vậy nè? Trời ơi, quân khốn nạn đã đánh con vậy nè. Con nói cho mẹ biết đi con. Con không sao rồi mẹ. Con không sao. Trời ơi, mới có mấy ngày mà tụi nó hành hạ con ra nông nổi như vậy mà không sao sao? Con chịu được mà mẹ. Mẹ à, được gặp mẹ con mừng quá. Mẹ tha thứ cho con nha mẹ. Tại con sai quấy, con nông nổi, mà bây giờ hành hạ mẹ, lo lắng vất vả cho con như vậy. Con thiệt là quá bất hiếu. Thôi, chuyện phải trái đúng sai con đừng có nói nữa. Bây giờ con phải ráng bảo toàn tính mạng, rồi từ từ mẹ tính tiếp nghe con. Nhưng mà con có bị bỏ đói không? Tụi nó có cho con ăn uống gì không? Dạ. Hả? Sao vậy con? Trời ơi, Tô Hoàng lại là nó. Tại sao nó lại độc ác như vậy? Tại sao nó lại hành hạ con tôi như vậy? Người đúng là kẻ sát nhưng kinh tởm mà. Đời này kiếp này ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ nói cho con biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Mẹ à, mẹ đừng giấu con nữa mà mẹ. Tại sao cha của Tô Châu lại tìm cách giết con? Chuyện này dài lắm. Khi nào con thoát ra khỏi đây, mẹ hứa mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả. Còn bây giờ con đừng có hoang mang lo sợ nha. Mẹ sẽ có cách buộc hắn phải dừng tay. Mẹ à, mẹ định làm gì vậy? Con không muốn gì con, mà mẹ phải làm chuyện nguy hiểm đâu. Con cứ yên tâm đi tí em, mẹ đã liệu mọi việc rồi. Trương công tử, lâu quá không gặp huynh. Chẳng hay có việc gì cần kiếp hay sao mà huynh tới đây gặp mặt trực tiếp như thế này? Thưa đại quan, ta chẳng giấu gì ngài. Ta đến đây là để hỏi thăm về vụ án nhà họ Lý. Ta lên kinh cũng hơn tuần trăng. Vừa về tới nơi thì đã hay có biến. Ngài có thể giúp ta làm sáng tỏ vài điều được không? À, vụ đó thì vẫn đang treo án, chưa mang ra công đường xét xử. Vậy à? Bởi vì cả hai nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mà ngài cũng tin rằng Lý Tiểu Thư là tòng phạm giết cha ruột của mình sao? Ta biết Như Ý Tiểu Thư là hôn thê của Trương công tử đây, cho nên huynh khó mà chấp nhận được chuyện này. Nhưng chính người trong gia đình cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện và tố giác lên ta, nên ta không thể làm ngơ được. Bản thân cô ấy đang chạy trốn cùng tên thủ phạm. Đó cũng là phần nào cho thấy đơn tố giác là đúng. Mà bà mẹ kế của nàng ta là người tố giác sao? Đúng vậy, chính là Lý Phu Nhân. Đã nhìn thấy tiểu thư Như Ý dẫn nhân tình vào nhà để sát hại cha mình, rồi cao chạy xa bay không dấu vết. Nhân tình sao? Ngài đã có chứng cứ hay là nhân chứng gì khác chứng minh tiểu thư Như Ý có liên can tới kẻ sát nhân đó không? À, cái đó thì không. Nhưng mà ta chỉ cần tóm được bọn chúng thì mọi việc sẽ phơi bày ra ánh sáng. Thưa đại quan, nếu như vậy mà ngài đã cho truy lùng cô ấy và du cô ấy trốn tội cùng nhân tình sau khi giết chết cha mình, thì liệu có thỏa đáng không? Xin ngài hãy cân nhắc thật kỹ khi đưa ra quyết định một điều gì, nhất là chuyện ảnh hưởng tới thanh danh hai nhà họ Lý và Trương của ta đây. Huynh bớt giận. Ta biết hai nhà Lý Trương vốn được trọng vọng trước giờ. Đặc biệt bản quan vô cùng biết ơn Trương lão gia đã giúp đỡ tận tình, giúp bản quan có được như ngày hôm nay. Chỉ tiếc là bản quan vinh quy bái tổ, quay về chưa kịp cảm tạ ơn trên thì người đã quy tiên mất rồi. Cha của ta khi còn tại thế thì vẫn thường hay khen huynh. Tuy là có xuất thân thấp kém, nhưng mà lại có tố chất thông minh sáng dạ. Chắc chắn sau này sẽ làm nên đại sự. Còn cái việc ơn nghĩa với Trương gia ta, nói thật cũng không cần huynh phải nặng lòng đền đáp. Chỉ cần huynh làm việc công tâm, liêm khiết là cha của ta vui rồi. Đa tạ huynh đã có ý nhắc nhở. Nhưng đã là người học chữ thánh hiền thì có ơn phải báo, mới ngẩn mặt với đời. Nay Trương gia có chuyện, công tử không lên tiếng thì bản chất cũng biết mình cần phải làm gì. Như vậy thì làm phiền đại quan cho ta xem sổ lưu vụ án nhà họ Lý có được hay không? Sổ lưu vụ án theo luật thì chỉ có thầy đề và bản chức được xem. Nhưng nếu Trương Công Tử muốn xem thì ta sẽ phá lệ một lần. Những gì huynh cần đều ghi rõ trong này. Đa tạ huynh. Mua giải đi hai cô ơi. Nè, sắp này đẹp lắm nè. Cô Mơ nè, cô có biết may giá không? Biết chứ. Mà cô định nhờ tôi may cái gì hả? À không, tại ta thấy áo Nhất Dương bị rách nên ta định giá cho huynh ấy. Sao cô nhìn ta chằm chằm như vậy? Ta muốn làm gì đó cho Nhất Dương trước khi ta đi thôi. Ta không có ý gì đâu. Nhất Dương mà biết chắc sẽ hiểu lòng cô đó. Ta không cần điều đó đâu. Có ơn thì phải trả thôi. Lại là ơn với nghĩa nữa rồi. Thiệt, tôi khổ hai người quá à. Lựa giải đi cô, cho tôi mua cái này. Dạ, sắp này đẹp lắm đó. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Một chút nữa cô về, cô dạy ta giá áo được không? Nói ra thiệt xấu hổ. Mẹ ta mất từ nhỏ, bây giờ không ai dạy ta mấy chuyện này hết. Với lại nhà cô người hầu kẻ hạ đông như vậy rồi thì cô đâu có cần làm những chuyện đó. Cái này nhiêu cô? Lựa chỉ đi cô, hàng tôi mới lấy về đó. Cho con gửi. Cảm ơn cô. Ủa, cô cũng mua kim chỉ nữa sao? Không lẽ... Không có, tôi mua để dành thôi. Tại vì lâu lâu mới đi chợ cho nên tôi mua nhiều nhiều một chút để khi có mà dùng. Nhà tôi xa, đỡ đi lại. Thì ra là vậy. À, nếu mà sau này Nhất Huynh có hỏi thì cô nói là cô giá áo chứ đừng có nói ta nha. Mà Nhất Huynh cũng không tin là ta biết may giá đâu, nói gì cho mất công. Ủa, mà sao phải như vậy? Thì cô cứ nói như vậy đi, ta không muốn Huynh ấy nghĩ lung tung. Dạ, thưa cha, thưa mẹ, con có chuyện muốn nói. Hôm nay bày đặt rào trước đón sau nữa. Muốn nói cái gì? Dạ, là chuyện bữa trước con nói nửa chừng đó. Hôm nay con muốn dứt khoát một lần cho xong. Chuyện gì? Là cái chuyện con muốn cưới Minh Lan làm vợ. Tao không hiểu mày là con của ai. Tại sao mày lại ly lõm như vậy? Tao đã nói là không được cưới cái phần hạ tiện đó rồi. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi sao? Mà mở miệng ra một tiếng rồi cưới nó, hai tiếng rồi cưới nó. Bộ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao vậy? Cha đừng có nói như vậy. Tại cha chưa gặp Minh Lan thôi. Nàng không giống như những cô gái khác. Sao mày biết tao chưa gặp nó? Bộ mày không hiểu rõ cha mày hay sao? Cha gặp rồi. Hèn gì Minh Lan nói cổ vô tình gặp cha. Cha, hai người đã nói gì với nhau? Cha có làm gì cho cô ấy buồn không vậy? Đúng là đồ cái thứ bất hiếu. Mở miệng ra là mày sợ nó buồn. Mày không sợ cha mày buồn hả? Con nhỏ đó miệng lưỡi sắc sảo, ai mà ức hiếp được nó. Nàng thông minh sắc sảo nghị lực, lại còn xinh đẹp nữa. Ai ai thấy cũng yêu, chứ đâu phải có mình con. Cha, nếu cha không chịu hỏi cưới Minh Lan cho con Con sẽ không theo cha về tôi gia trang đâu. Dám sao hả? Vì nàng con có thể làm tất cả. Cha tin con đi. Mày dám cả gan trả treo với cha mày hay sao? Đồ bất hiếu. Thôi mà, thôi. Hai cha con làm ơn bình tĩnh lại đi được không? Ông à, hay là mình nhượng bộ con lần này đi. Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm của con. Mình đâu thể sống đời ở kiếp với nó. Mà mình can thiệp làm chi, để cho lỡ duyên lỡ nợ của nó. Với lại tôi thấy cô gái đó cũng duyên dáng, thông minh. Biết đâu sau này về nó có thể đỡ đần cho Tô Châu việc sổ sách. Chứ giờ mình cấm cản nó, rủi nó làm bậy, nó bỏ đi thiệt luôn. Rồi hai vợ chồng già mình sống thui thủi. Lúc đó ông đừng có ân hận rồi nghe. Bà, lúc nào bà cũng binh vực nó, cho nên bây giờ nó mới hư như vậy nè. Ông à, ông nói chi mà nặng nề quá. Nó là con trai của tôi thì tôi phải thương nó, tôi binh nó. Chứ tôi không binh nó thì tôi binh ai bây giờ? Thôi thì coi như cha nhượng bộ con đi. Nhưng mà nè Tô Châu, con cũng phải nghe lời ông ngoại và cha mẹ. Dạ. Ông ngoại cứ một hai biểu cha mẹ phải kêu con quay về nhà, đặng con theo cha học cách cai quản sổ sách, coi ngó điền sản của Tô gia. Con nghe không Tô Châu? Dạ. Tránh ra. Mẹ, nếu người lớn muốn con ngoan ngoãn nhân lời, tại sao không cho con trẻ được toại nguyện? Con hứa sẽ lập tức quay về nhà, theo cha học cách cai quản điền sản, cơ ngơi làm ăn của Tô gia. Con muốn điều gì nữa, mẹ sẽ lựa lời nói với cha con. Mẹ, ngoài việc con muốn cưới Minh Lan làm vợ, con muốn cha bãi nại cho Trọng Nghĩa. Tại con không muốn Minh Lan vì việc này mà không vui. Được rồi, mẹ sẽ nói lại với cha chuyện này. Mẹ cũng không muốn hai gia đình hiềm khích, hiểu lầm nhau thêm lần nữa. Thiệt vậy sao mẹ? Nếu được vậy, con sẽ vâng lời cha mẹ. Đà tạ ngài đã cho tôi vào thăm con tôi. Bà thăm xong rồi thì hãy về đi. Tôi chưa yên tâm để ra về. Nếu chưa thưa với ngài chuyện này. Bà đừng có được nước rồi làm tới. Ta không rảnh rỗi để nói chuyện phím với bà đâu. Bà cứ về đi. Khi nào mở phiên xử mới, ta sẽ cho người báo với bà. Thưa đại nhân, ngài ngồi ở vị trí cao quá. Hay là ngài đã bị ai đó bịt mắt, nên không thấy những gì chướng tai gai mắt ngay tại trong gia môn của mình. Bà nói cái gì? Bà có biết xúc phạm mệnh quan của triều đình sẽ bị phạt roi có biết không? Thưa, nếu tôi làm sai, tôi xin chịu phạt roi. Còn người của ngài làm sai, ngài có cho phạt roi họ hay không? Còn tôi, dù có lỗi gì đi nữa, nó vẫn chưa bị kết tội. Cớ gì lại đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói, rồi còn xối nước lạnh lên người nó lúc nửa đêm là sao? Cái gì á cũng phải tuân theo luật pháp kỷ cương, thì hình phạt cũng phải tuyên bố trước bàn dân thiên hạ. Mắc gì lén lén lúc lúc hành hạ thằng nhỏ con tôi như vậy? Ngài trả lời tôi đi chứ. Ngài dung túng những kẻ dưới làm như vậy mà ngài vẫn ăn ngon ngủ yên được hay sao? Bà kia, bà có biết vu khống ta sẽ chịu hình phạt gì không hả? Tôi không vu khống đặc điều cho ai hết á. Không tin á, ngài cứ cho người dẫn thằng Trọng Nghĩa ra đây đối chất, coi ai đã đánh nó, ai đã bỏ cát vô cơm cho nó ăn. Còn nữa, các vết trầy xước trên người nó vẫn còn y nguyên đó. Ngài giải thích làm sao đây hả đại quan? Chẳng lẽ cô tôi tự gây ra cho mình hả? Ngài trả lời tôi đi. Trả lời tôi đi. Bà câm miệng đi. Bà không có chứng cứ rõ ràng, không được đặt điều sang bẫy. Đợi có chứng cứ rõ ràng thì con tôi nó đi theo cha nó rồi. Tôi biết ngài ở thế khó xử và bị sức ép từ tên họ Tô kia, nhưng mà danh dự của ngài, còn lòng tự trọng của ngài, và còn niềm tin của dân làng này dành cho ngài thì sao hả? Ngài làm gì thì ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, người ta thấy hết đó. Ngài không sợ bị quan phủ quở trách, không sợ bị dân chúng quay lưng lại hay sao? Tôi dù sao cũng rất biết ơn ngài đã độ lượng cho tôi vào thăm con. Tôi cũng biết ngài không phải là tham quan như những kẻ khác, nhưng nếu vì sợ uy thế của kẻ nào đó mà ngài dung túng cho hắn, hại chết con trai của tôi, tôi quyết thưa ngài lên tới triều đình. Tôi không nói chơi đâu. Đời tôi đã trải qua quá nhiều biến cố, bị người ta cố sát hại nhiều lần, nên tôi không còn biết sợ là gì nữa. Mong đợi qua xem xét. Lính đâu? Vào đưa bà ta ra. Dạ. Đại quan, tôi chưa nói hết. Nhưng mà Đại quan, đưa bà ta ra. Đại quan. Mời ngài ngồi. Chẳng hay có chuyện chi cần kiếp mà ông cho người gọi ta tới đây? Ta nghe nói ngài cho bà ta vào thăm con trai trong ngục. Đó là tội phạm của triều đình. Sao người thân có thể ra vào thăm viếng như là đi chợ vậy thưa đại quan? Không lẽ chốn công đường là nơi mà bọn dân đen có thể ra vào một cách ngang nhiên như vậy sao? Nếu ngài dung túng bọn chúng như vậy thì còn gì là oai nghiêm của huyện quan nữa. Chuyện gì ông cũng biết. Ông hay thật. Ngài chưa trả lời câu hỏi của ta. Ông Tô, ta nể ông là người quen của quan tri huyện, nên luôn giữ đúng phép tắc chừng mực. Nhưng xem ra ông đã đi quá giới hạn của mình rồi. Ta đường đường làm mệnh quan của triều đình, làm cái gì cũng phải báo với ông hay sao? Ông đừng tưởng ta không có nói cái gì là không biết những việc làm của ông mấy ngày hôm nay. Tội mua chuột lính canh để hành hạ tội nhân trong ngục là không có nhẹ đâu đó. Đại quan, chắc ngài về cái vùng này chưa lâu nên chưa biết đó thôi. Ta tuy chỉ là một thương nhân, nhưng mối quan hệ của ta trải dài cho tới tận kinh thành. Ngài có thấy tấm liễn câu đối treo ở nhà ta không? Đó, đó là món quà quan phủ đích thân mang tặng cho ta đó. Ta nói vậy, ông cũng thừa thông minh để biết sự gắn kết của ta với quan phủ là như thế nào rồi chứ. Ta chỉ cần nói một câu thì cái ghế của ông sẽ có người khác ngồi vào thay ông ngay lập tức. Rồi sau đó ông sẽ bị điều đến một nơi khỉ ho cò gáy mà ngồi đó đập mũi. Ông... Nè, ta còn nể trọng ông cho nên mới mời ông đến đây để uống chén trà. Chứ ta mà lên thẳng quan phủ thưa bẩm với ngài ấy thì ông đã không còn thông dong ngồi ở đây nữa đâu. Sao? Ông hiểu ý của ta rồi chứ, thưa đại quan? Nhưng mà ta... Ông nên biết thân phận của mình. Đừng nghĩ cái chức huyện quan nhỏ xíu này có thể muốn làm gì thì làm. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Dạ. Đây là cái tráp vàng, đối với ta nó chỉ là một món quà nhỏ. Ta kính biếu ông để làm quà. Sau này có chi nhờ vả, mong là ông hãy chiếu cố. Ngươi có biết tên Ba Đô nhà họ Lý không? Hãy cầm lấy số bạc này và rủ tên Ba Đô nhà họ Lý đến Thanh Lâu. Sau khi hắn đã chè chén no say, trên đường về hãy trói hắn lôi về đây. Ta có việc cần hỏi hắn. Dạ, dạ công tử. Khoan, tên này có sức khỏe hơn người. Nếu như không thêm một chút thuốc mê vào trong rượu thì khó mà khống chế được hắn. Nhớ Phải cẩn thận, dòm trước ngó sau nghe chưa? Dạ con biết rồi công tử. Đi đi. Dạ. Quán này ở đây ngon nước tiếng luôn đó cậu chủ. Dạ mời. Đây, dạ ngồi xuống đây. Bà chủ đâu? Dạ có đây. Cậu chủ cứ yên tâm, hôm nay mình đã bao nguyên quán này rồi, cậu cứ chọn ngang. Kêu hai em vô phục vụ cho anh ba chu đáo vào. Hai con vô phục vụ dạ. Nha. Dạ. Mà nè bà Tú. Anh. Dạ. Bây giờ rượu ngon mồi ngon dạ. Của quán đem hết ra đây cho ta. Dạ. Anh này. Ngồi xuống với ta. Đây đưa ta. Mời cậu chủ. Nhanh lên. Để em đấm bóp cho ngài nha. Xin mời cậu chủ. Ê vô. Rượu ngon gái đẹp thì còn gì bằng đúng không cậu chủ? Đã không anh? Em rót bên này nè. Dạ đây, xin mời cậu chủ. Mời cậu chủ. Rồi, vô đi. Rượu rượu đây, rượu cho tao đây. Này thơm quá vậy. Rượu tới rồi, rượu tới rồi. Rượu uống nữa đi. Ôi ơi. Lát nữa ta sẽ thưởng cho. Cái rượu thanh lâu này sao kỳ vậy ta? Uống vô thấy mệt quá. Mà sao ta thấy trước mặt ta tới hai con đường lận. Giờ ta biết đi đường nào đây? Ủa sao mày cũng tới hai người vậy? Không phải hôm nay rượu thanh lâu có mùi vị khác biệt, mà là ta đã bỏ vào đó một chút hương vị để dành riêng cho ngươi đó. Đa tạ cô. Tay của cô bị sao vậy? Ta bị gai đâm. Không có sao đâu. Cô làm cái gì mà để gai đâm? Không có gì. Do trong lòng ta bất an quá nên không nhìn ngó kỹ thôi. Thôi ăn cơm đi. Tính ra cũng 10 ngày rồi, sao Trương công tử chưa quay lại ha? Không biết huynh ấy đã thu xếp công việc xong chưa ta? Chắc vài ngày nữa là Trương công tử sẽ quay lại thôi. Huynh cũng trông Trương công tử quay lại hả? Ta đã hứa sẽ bảo vệ Như Ý cho đến khi Trương công tử quay lại. Xong rồi thì ta coi như là thoát nợ. À thì ra là vậy. Vậy thì huynh đi trước đi. Ta ở đây chờ Trương công tử được mà. Không được. Ta đã hứa, nhất định phải giữ lời. Ủa, sao chưa ngủ nữa? Bộ bà có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao? Thì đâu có chuyện gì khiến tôi mất ăn mất ngủ, ngoài chuyện của thằng Tô Châu. Thôi, bà đừng có nói nữa. Tôi tuyệt đối không thể nào chịu theo ý của nó được. Chuyện dựng vợ gả chồng đâu thể nào quyết định nông nổi như vậy được. Chứ không phải là ông không vừa ý vì bên đó không có môn đăng hộ đối hay sao? Tuy là nhà bên đó có nghèo khó, nhưng mà tôi thấy cô gái đó tính tình khôn ngoan, tử tế, cũng có chút nhan sắc. Thằng Tô Châu nó thích cô gái đó, tôi cũng không có lấy gì làm lạ. Cưới được người nó yêu thương thì nó sẽ sống hạnh phúc lâu dài. Ông không mong muốn con trai của ông có cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn hay sao? Hơn nữa, Tô Châu nó có nói nếu như mà mình đồng ý cưới Minh Lan cho nó thì nó sẽ lập tức quay về theo ý của ông. Sao bà có thể bắt tôi chịu theo một chuyện vô lý như vậy? Hôn nhân là chuyện đại sự của người đàn ông. Tôi nhất quyết không nhân nhượng đâu. Thôi, bà đừng có nói gì nữa hết. Không phải là tôi chịu theo ý con, mà là tôi cũng không có dám trái lời cha. Ông cũng biết mà, 5 lần 7 lượt cha giục tôi kêu thằng Tô Châu về để nối nghiệp cha. Tôi vì muốn thằng Tô Châu học cái nhân cái nghĩa, cho nên mới lần lựa. Nhưng lần này nghe tin Tô Châu có chuyện, cha hết sức tức giận và buộc nó phải quay về lập tức. Thôi thì vợ chồng mình cũng nên nhường nó một bước, để còn bắt nó nghe lời chuyện lớn khác, là học cách cai quản điền sản gia đình mình. Dù sao thì nó cũng là cháu đích tôn của nhà họ Trịnh. Nó mà xảy ra chuyện gì thì làm sao mà ăn nói với cha? Nó nói nếu cưới con nhỏ đó cho nó sẽ quay về nhà ngay lập tức sao? Đúng rồi. Còn nữa là mình phải làm giấy bãi nại cho thằng Trọng Nghĩa, con của bà Lệ nữa. Còn cái chuyện đó nữa sao? Đúng là cái thằng này được đằng chân lên đằng đầu mà. Chắc chắn nó bị con đó xỏ mũi rồi. Ông à, chuyện này tôi thấy cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Với lại tôi cũng không muốn mình tiếp tục hiểu lầm gia đình của bà Lệ. Ông à, ông ưng thuận 2 điều kiện của con nghe ông. Ông nghe lời tôi lần này đi, đặng cho ông ngoại của thằng Tô Châu vui lòng nghe ông. Thôi, được rồi, bà ngủ đi, để ngày mai tôi tính. Lúc nào cũng vì ông ngoại thằng Tô Châu, ông già này thiệt là sống dai. Khi nào ông mới chịu chết để cho ta toàn quyền cai quản cơ nghiệp này chứ? Bao nhiêu năm ta lao tâm khổ trí, nhưng vẫn chỉ là tôi mọi dữ của giùm họ Trịnh thôi sao? Sao không chết quách đi cho ta nhờ? Thả ta ra! Thả ta ra! Có ai không? Thả ta ra! Tại sao lại chối ta chứ? Đây là đâu vậy? Thả ta ra! Có ai không? Có... Thì ra là ngươi à? Hãy mau thả ta ra! Tại sao lại chối ta ở đây chứ? Ngươi có tin ta sẽ lột da của ngươi không? Tên khốn kiếp kia! Thả ta ra! Ngươi có nghe ta nói không? Trương Công Tử, Không biết tôi đã làm gì đắc tội với Trương gia mà công tử lại sai người bắt trối tôi như vậy. Có phải công tử đã hiểu lầm gì không? Ngươi không có đắc tội với ta, nhưng lại đắc tội với hôn thê của ta. Chắc ngươi cũng biết giữa ta và tiểu thư Như Ý đã có hôn ước từ lâu. Vậy thì tại sao ngươi lại dám làm hại nàng ta hả? Công tử, chắc công tử đã hiểu lầm gì rồi. Tôi làm gì hại Như Ý chứ? Do tiểu thư Như Ý đã thông đồng với tên ác nhân, giết chết lão gia. Quan Nguyện hỏi sao thì tôi khai vậy thôi, chứ tôi có làm gì sai đâu. Vậy là ta đã trách làm ngươi, đúng như vậy không? Đúng rồi, công tử đã hiểu lầm rồi. Công tử thì... kêu người thả tôi ra đi. Từ từ, trước khi thả ngươi ra, ta sẽ bù đắp cho lỗi lầm của ta gây cho ngươi bằng một trò chơi. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn. Nhiệm vụ của ngươi là phải nhắm trúng con mồi bằng mũi tên đầu tiên. Nghe rõ chưa? Ngươi muốn làm gì? Dám hả? Dám ra tay không? Ta sẽ cho người lột da người đó. Ui. Trương công tử, bớt giỡn. Nếu như ngươi còn buông lời xúc phạm tới hôn thê của ta nữa thì ta sẽ cho ngươi đi chầu tổ tiên ngay lập tức. Ngươi cũng biết là mũi tên này mà cắm vô cuốn hồng của ngươi á thì sẽ kết liễu cuộc đời của ngươi ngay. Nghe chưa? Dạ Trương công tử, tôi không dám nữa. Xin công tử bình tâm lại. Có gì từ từ nói. Vậy thì ngươi hãy khôn hồn, mau nói cho ta biết toàn bộ sự thật về việc đã vu oan cho Như Ý. Không thì đừng có trách ta đã ra tay độc ác. Tôi xin công tử đừng đóng. Tôi không biết gì á. Tôi chỉ nghe nói tiểu thư và nhân tình đã giết chết lão già trong đêm khuya, rồi cùng hắn bỏ trốn. Công tử, tôi cãi rồi. Công tử đừng bắn. Đừng bắn công tử, đừng. Thằng khốn, mày mà không mau nói ra sự thật thì tao sẽ không nương tay với mày đâu, nghe chưa? Tao không có nhiều thời gian cho mày. Nếu mày không biết quý trọng cái mạng chó của mày thì mày cứ tiếp tục bịa đặt đi. Mày hãy nhìn mũi tên này, tao sẽ cho nó xuyên thủng cổ họng của mày. Công tử, và mày sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mày muốn sống hay chết là do mày tự quyết định. Đừng công tử, tôi cai mà. Công tử, tôi xin công tử muốn gì? Công tử cứ nói, tôi không muốn chết đâu. Có chuyện gì mà cậu đòi ta đến nhà vậy Trương công tử? Nói nhanh, ta không có thời gian đâu. Chị hai, cứu em chị hai. Ba Đô, ngồi dậy. Tại sao lại như vậy hả? Trương công tử, tại sao cậu lại bắt trói em ta? Mau thả nó ra. Chắc cậu cũng thừa biết bắt người vô cớ sẽ bị tội gì chứ. Cậu còn không mau thả em ta ra. Lý phu nhân, bà cứ bình tĩnh mà ngồi xuống uống trà. Ta đương nhiên là không bắt hắn vô cớ rồi. Nhưng mà bà muốn ta thả hắn ra thì phải xác nhận những gì hắn nói là sự thật. Sự thật cái gì chứ? Ba Đô, mày đã nói cái gì rồi hả? Chị ơi, những gì hắn khai ra ta đã ghi chép chi tiết và bắt hắn điểm chỉ rồi. Ba Đô, hồi nãy mày nói những gì? Mau nhắc lại cho bà ta nghe đi. Chị ơi, em đã khai ra chị em mình đã thông đồng giết chết Lão Gia rồi đổ tội cho Như Ý. Câm miệng, mẹ không nói bậy bạ gì vậy hả thằng ngu? Chị em của bà đúng là một lũ ăn cháo đá bát. Uổng công đàn ta xem bà như người một nhà, vậy mà bà lại dở thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nói cho bà biết, ta đã gặp tiểu thư và chính nàng ấy đã cho ta biết chuyện này. Nàng ấy đã nghe tất cả từ chính miệng bà nói ra. Nó nói như vậy mà công tử cũng tin sao? Nếu nó nghe ta nói vậy thì tại sao nó không đi báo quan mà lại bỏ trốn cùng tên kia chứ? Chẳng qua nó muốn che giấu tội lỗi của mình thôi, để vu oan cho ta đó. Tài yếu chân mềm như ta thì làm sao mà giết chết Lão Gia được chứ? Bà hay lắm, bà diễn tuồng hay lắm đó bà Lý. Nếu như không tận mắt nhìn thấy chị em bà đang làm khế ước chuyển hết gia sản vào tên của bà thì chắc ta cũng tin rồi bà Lý. Bà tiếc cho bà quá. Trời cao có mắt, ta đã kịp thời ngăn chặn lại rồi. Chị em nhà bà vẫn chưa có được điều mà mình muốn, vậy mà bà còn da mồm nói là tiểu thư Như Ý vu oan cho bà sao? Nó là kẻ bất hiếu, giết cha mình, nên nó không còn là người của nhà họ Lý nữa. Vì vậy, chuyện thừa hưởng gia sản nhà họ Lý thuộc về chị em ta là lẽ đương nhiên rồi. Dù gì, ta cũng là Lý Phu Nhân mà. Cậu quên rồi sao? Tất cả những điều đó đều là do chị em bà tự dựng lên mà thôi. Bà không chỉ độc ác mà còn nham hiểm nữa. Đã giết chết báo hộ lý, lại còn đổ tội cho Như Ý để lừa lấy hết tài sản. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ về tội lỗi của mình hay sao? Mà còn đổ tội cho người khác như vậy nữa. Nhưng ta nói cho bà biết, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Khi nãy ta có nhờ Quan Nguyện đến làm chứng lời của Bá Đô khai ra kẻ chủ mưu và điểm chỉ. Bà nhìn đi, đây là lời khai, giấy trắng mực đen và có điểm chỉ của thằng em bà. Bà cứ ở nhà mà chờ trát của quan đi. Tin ta đi, không lâu nữa đâu bà sẽ bị tống vào ngục với tội danh giết chồng đoạt của. Lúc ấy đứng trước công đường xem bà có còn nói năng hùng hổ nữa hay không. Ta với mi không thù không oán, hà cớ gì mi lại làm tất cả những điều này chứ? Vì ta muốn trả lại thanh danh cho vị hôn thê của ta. Vậy sao? Ta lại nghĩ vì cái khác kìa. Ta nghe nói họ Trương bây giờ chỉ là hữu danh vô thực. Sau khi Trương Lão Gia qua đời, tài sản này lần lượt đội nón ra đi. Vì Trương Công Tử đây đã nướng hết vào sòng bạc và thanh lâu rồi. Chủ nợ thì rải rác khắp nơi, từ huyện phủ tới kinh thành. Có phải như vậy không Trương Công Tử? Bà đừng có ăn nói bừa bãi. Chẳng phải vừa rồi mi lên kinh thành là để lại lột gian xin chủ nợ cho khất nợ và không tịch biên cái gia sản này hay sao? Chuyện hôn lễ của hai nhà và gia sản của Lý gia giờ là cứu cánh của mi trong lúc này. Sao? Ta nói trúng tim đen của mi rồi phải không hả? Phải không Trương Công Tử? Ba đừng có bịa chuyện để mà lấp liếm đánh trống lạng. Ta nhắc cho bà nhớ, tội danh giết chồng của bà nhẹ thì bị đài ra biên cương, còn nặng á hả, chém bai đầu. Bà nên lo cái thân của bà từ bây giờ đi. Nếu như bà biết điều, ta sẽ chỉ con đường sống cho hai chị em bà. Còn không, thành ma không đầu thì đừng có trách. Chị hai, chị nghe lời hắn đi mà chị hai. Em không muốn chết đâu. Chị hai, cứu em mà chị hai. Mày câm mồm mày đi. Chẳng phải mi muốn dồn ta vào con đường chết hay sao? Sao giờ lại đổi giọng mèo khóc chuột như vậy chứ? Có phải mi đang bài kế gì đó phải không? Tin hay không á là tùy bà. Nhưng trước khi quan quân đến nhà của bà vây bắt thì bà cũng nên nhanh chân gom một mớ của cải nữ trang mà cao chạy xa bay, tìm một cái nơi khác để mà sinh sống đi. Mày lừa ta hay sao? Làm sao ta có thể tẩu thoát với tội danh giết chồng được chứ? Ta sẽ dàn xếp tất cả sau khi bà đi. Cái tên đột nhập vào nhà bà đêm hôm đó sẽ phải nhận tội giết lão gia, còn bà sẽ thoát được tội danh giết chồng, với một điều kiện: chị em bà phải trả lại tất cả những gì thuộc về tiểu thư, và không được bén mảng về đây nữa. Bà nên nhớ, chuyện này ta và quan huyện nắm rất rõ. Với lại một điều nữa, ông ta là người chịu ơn Trương gia ta. Nếu như bà giở trò, ta có đủ bằng chứng để lôi bà ra pháp trường ngay. Bà rõ rồi chứ?